Tập 163. U Linh ngạc nhiên, 1.500 năm trước Lục Lâm Thiên mới là ngũ nguyên hóa hồng, sau khi ra khỏi Hồng Hoang Điện đã là thất nguyên hóa hồng, điểm này làm U Linh ngạc nhiên, tốc độ đột phá quá nhanh. Ầm ầm, trưởng ấn đánh thẳng vào U Linh, không gian chung quanh bị đánh nát, năng lượng cuồng bạo không ngừng xé rách không gian. Thất nguyên tiểu viên mãn, thật sự không kém, nhưng còn xa mới đủ. U Linh cười lạnh xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, thân ảnh U Linh xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vẫn không thể dung chuyển U Linh, thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn tuy không kém, nhưng U Linh không đặt vào mắt. Lão thất phu, có bản lĩnh chớ né. Lục Lâm Thiên cấp tốc quay người, trên mặt mang theo khiếp sợ và rung động, khí tức rõ ràng chấn động tăng lên, kim thuộc tính áo nghĩa ngưng trọng, kim thuộc tính năng lượng hội tụ, sát khí đáng sợ bộc phát ngập trời. Oanh! Khặc khặc, thất trọng hóa hồng nho nhỏ mà thôi, bản tôn ngạnh kháng một kích của ngươi thì có là gì chứ? U Linh tự ngạo mình là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn cũng không sợ gì một thất nguyên hóa hồng cả. Tu vị cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong của hắn cho dù ngạnh kháng một kích của bát nguyên hóa hồng cũng không có việc gì. U Linh biết rõ Lục Lâm Thiên trước mắt tuyệt đối có chỗ bất phàm, nhưng chỉ là thất nguyên trung viên mãn hóa hồng mà thôi, hoàn toàn không đặt trong lòng của hắn. Lục Lâm Thiên lập tức đánh ra một chưởng vào người U Linh. Ầm ầm, năm ngón tay mở ra, một chưởng này mang theo bí vân đồ án âm dương xuất hiện, trên đó bao phủ hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thần thú, khí tức vô hình tỏa ra làm sinh linh chấn động. Tiếp chiêu thứ ba của ta. Lục Lâm Thiên quát lớn, năng lượng quang cầu trong tay không bị trói buộc, Lục Lâm Thiên sớm có chuẩn bị nên lao thẳng về phía U Linh. Không tốt, mắc lừa rồi. Lục Lâm Thiên quá vô sỉ giảo hoạt. Trong nháy mắt này U Linh hoảng sợ biến sắc, hắn từ cười lạnh biến thành kinh ngạc sợ hãi, lúc này không kịp né tránh, năng lượng kinh khủng phong hỏa không gian, cả không gian cứng lại làm hắn khó thoát. Ngao! Giống! Cô! Lê Is! Dầm dầm dầm! Lúc này từng đám lớn năng lượng khủng bố trùng kích vào U Linh, một kích này làm lòng người run động, khí kinh khủng bố bùng nổ dữ dội, không gian nhanh chóng chấn động rất mạnh. Vết nứt không gian tỏa ra. Trong nháy mắt đối mặt với biến cố này, mọi người vô cùng sợ hãi, năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt chúng sinh. Thương Khung Minh Ma Võ Hồng Tôn lúc này biến sắc, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Rầm rầm rầm. Không gian hỗn loạn giống như con quái vật thôn phệ tất cả, thời điểm hỗn loạn từ từ biến mất, Dạ Xoa chân thân xuất hiện trên bầu trời. Sát khí âm trầm tỏa ra. U Linh biến thành Dạ Xoa chân thân, thân thể to lớn có vô số hồn anh gào khóc, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí tức của hắn cực kỳ hỗn loạn. Bỗng nhiên Dạ Xoa chân thân vừa xuất hiện, một thân ảnh La Hán thật lớn vượt qua không gian, La Hán này khổng lồ, điện quang tử kim bao phủ toàn thân, lực lượng hủy diệt bùng nổ rất mạnh. Xuy, La Hán đánh ra một quyền vào Dạ Xoa chân thân, một quyền này đã chuẩn bị từ sớm, lúc đánh ra một quyền, không gian xuất hiện hư không đen kịt. Một quyền mang theo điện quang đánh thẳng vào lưng của Dạ Xoa chân thân. Oanh! Trong nháy mắt điện quang ngập trời, dùng Dạ Xoa chân thân làm trung tâm, mảnh vỡ không gian khủng bố bùng phát, điện quang màu tím bùng nổ ngập trời, lập tức âm thanh trầm đỡ Upsilon, C bao phủ thiên địa. Cả phiến không gian to như vậy bị một quyền phá hủy, điện quang màu tím bao phủ không gian, khí tức hủy diệt bao phủ mọi thứ. Bang bang! Thân thể Dạ Xoa chân thân khổng lồ bay đi như diều đứt dây, tảng đá màu vàng bắt đầu nổ tung, đá vụn bắn ra tung tóe, miệng hắn phun máu tươi, khí tức cũng uể oải tới tận cùng. Vào lúc này những người đứng xem nghẹn họng nhìn chân chối, miệng cứng lưỡi nơ, tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin, U Linh thu vị cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong bị đánh bại trong mấy chiêu. Cảnh tượng này làm người ta rung động quá mức. Xì xào. Đám người đứng xem vô cùng khiếp sợ. Lập tức tiếng hít khí lạnh vang lên, từng tiếng nghị luận nương theo tiếng hít khí lạnh sinh ra. U Linh bại. U Linh bại thật thê thảm. Bại này thật biệt khuất, U Linh bị Lục Lâm Thiên âm thật thê thảm. Thực lực Lục Lâm Thiên đã khủng bố tới mức này rồi sao, sợ rằng chống lại chính diện thì U Linh cũng không chiếm được tiện nghi gì. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều rung động, Lục Lâm Thiên đã mạnh tới tình trạng như thế. Thực lực của U Linh cũng không dưới bọn họ, tuy Lục Lâm Thiên lúc này đánh bại U Linh có hiểm nghi dùng ám chiêu và vô lại, nhưng mà cũng chứng minh thực lực của Lục Lâm Thiên. Hảo tiểu tử!
Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đều mỉm cười hiểu ý. Vào thời điểm này mọi người hiểu rõ, Lục Lâm Thiên ngay từ đầu cố ý yếu thế, cố ý hấp dẫn U Linh, làm cho U Linh cố ý chủ quan, hai chiêu đầu làm mồi nhử để U Linh tin hắn chỉ có thực lực thất nguyên hóa hồng, căn bản không có lực uy hiếp. Thời điểm đánh chiêu thứ ba, khác với hai chiêu trước, Lục Lâm Thiên lại chuẩn bị át chủ bài, thời điểm đánh chiêu thứ ba đã làm U Linh chủ quan, cuối cùng ra tay toàn lực giành chiến thắng. Đáng thương U Linh dù thế nào cũng không ngờ tu vị chính thức của Lục Lâm Thiên đã là cửu nguyên đại viên mãn. Thời điểm đạt tới bát nguyên viên mãn hóa hồng cảnh, Lục Lâm Thiên đã sớm có thể đánh bại nhiều cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, mà lúc này Lục Lâm Thiên đã đạt tới cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, thực lực có thể nghĩ, U Linh cũng chỉ có tự nhận bi kịch. Lục Lâm Thiên không có tiếp tục công kích, vào lúc này muốn đánh chết một cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong có phần không thực tế. Bên cạnh còn có một thánh hồng và ma võ tôn giả, hắn không thể ra tay, tăng thêm cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng không dễ đánh chết, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không cần thiết ra tay lần nữa, thấy tốt thì lấy mới là chính xác. Thân ảnh La Hán đứng trên cao, điện quang quanh quẩn, khí tức bá đạo lăng lệ, uy thế che trời, bao quát U Linh đang ngã xuống, nói. Lão thất phu, người bại, mang theo người của mình cút đi. Phụt, phụt. Miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, U Linh biến thành dạ xoa chân thân đã đứng lên, vết máu loang lổ, ánh mắt âm trầm nhìn qua bầu trời, ánh mắt khinh thường lúc này biến thành sợ hãi, trong lúc mơ hồ đã biến thành kinh hãi gần chết. Trong ánh mắt rung động và biệt khuất, U Linh tức giận, ở trước mặt nhiều người như thế, hắn bại thê thảm như vậy, lúc này nhìn Lục Lâm Thiên gào lên. Lục Lâm Thiên, không tính, ngươi âm ta. Lục Lâm Thiên đã sớm biết Thương Khung Minh thua sẽ không rời đi. Khí tức bắt đầu chấn động, quanh người lôi vân từng hồi, khí thế hủy diệt bộc phát, quát. Lão thất phu, ta âm ngươi cái gì, bại chính là bại, nếu không chịu thua, chúng ta tiếp tục là được. Ngươi, U Linh nhìn Lục Lâm Thiên, biết rõ chính mình bị âm, nhưng lại không có cách nào nói rõ, vừa rồi là mình ngu xuẩn, lập tức giận dữ không nói được gì, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Ha ha, mắt thấy U Linh như thế, người trong Thương Khung Minh cười vang. Đủ rồi, lui ra đi. Trong Thiên La Minh, lão giả già nua đứng trước mặt U Linh, ánh mắt của hắn lại nhìn qua Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt La Hán tượng, thần sắc rung động, nói. 1.500 năm trước là ngũ nguyên hóa hồng, lúc này đã là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tốc độ đột phá này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trong nhân tộc xuất hiện thế hệ tuyệt đỉnh rồi. Cảm tạ khích lệ, rốt cuộc các hạ cũng đi ra. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả trước mặt. Trong ánh mắt ngưng trọng, dù sao người trước mặt chính là Thánh Hồng Cảnh, Thánh Hồng và cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong có chênh lệch quá lớn. Nghe vậy, ánh mắt lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, hắn ngạc nhiên một lúc, nói nhỏ. Xem ra ngươi đã sớm cảm giác được, linh hồn lực rất không kém, ta thấy Phong Hành và Độc Tôn, Hải Nhược còn không phát hiện ra tu vị của ta đấy. Người này rốt cuộc là ai? Nghe lão giả già nua nói thế, Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn. Vạn Độc Chí Tôn biến sắc, ánh mắt khó tin. Lão giả già nua nghe được Phong Hành Thiên Chủ ba người nghị luận, nói nhỏ. Tuy ba người các ngươi sống vô số năm, nhưng mà không biết ta cũng bình thường, bản tôn rất ít khi đi ra ngoài, cũng rất ít người biết ta tồn tại, cũng chỉ có số ít người trong tộc mà thôi, không nghĩ tới ba người các ngươi sống lâu như thế vẫn không đột phá bước cuối cùng, mà ta đã sớm đặt chân tới Thánh Hồng. Thánh Hồng Cảnh. Nghe lão giả nói thế. Ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn rung rung, bọn họ thật sự không cảm giác được khí tức của lão giả này. Phong Hành Thiên Chủ âm trầm, nhìn già nua lão giả nói. Thánh Hồng Cảnh, sợ rằng cũng không có bước ra một bước cuối cùng. Đúng vậy, Thánh Hồng Cảnh cũng không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà dưới Thánh Hồng Cảnh lại không chịu nổi một kích, những đại năng kia không xuất hiện, Thánh Hồng vô địch. Lão giả nói xong. Căn bản không quan tâm đám người Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, người đã sớm phát hiện ra ta, chẳng lẽ còn nghĩ nhúng chàm bảo vật sao? Lục Lâm Thiên nhìn già nua lão giả, nói. Đã nói, ai bại thì dẫn người cút đi đi. Buồn cười, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, người thắng làm vua, buồn cười tiểu tử ngươi ngây thơ như thế, đợi upsilon, xê nước béo cò, tiểu thông minh tính toán tường tận, một trận chiến định thắng bại. Còn quá non nớt a hát. Lão giả nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt cười nhạt,
trong đó còn mang theo coi rẻ. Lục Lâm Thiên bao quát lão giả già nua, điện quang bao phủ không gian, hắn nói. Xem ra người Thiên La Minh có thói quen không biết xấu hổ. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt lão giả già nua co rút lại, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Cho ngươi một cơ hội, mang theo người Thương Khung Minh rời khỏi, bản tôn sẽ tha ngươi một mạng. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng lão giả già nua, hắn cười nói. Ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ta hôm nay thật nói cho ngươi biết, bảo vật này ta muốn chắc rồi, cho dù ngươi có đứng ra cũng thế thôi. Ngươi thật sự có tư cách cuồng ngạo, nhưng tư cách này không nên xuất hiện trước mặt của ta. Lão giả già nua nói một câu, nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra hàn quang. Nói thực, ta thật sự không đặt ngươi trong lòng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, điện quang lóe lên, linh hồn của hắn dò xét chung quanh, hắn cảm giác có khí tức tương liên với mình đang tới gần. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tìm chết. Lão giả lập tức quát lớn. Sát khí bùng phát dữ dội. Xuy. Lão giả này nhanh chóng đánh ra một chảo về phía trước, xé rách không gian, một chảo này nhắm thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc này Lục Lâm Thiên không lui lại, hắn vẫn mỉm cười, còn ra hiệu Hồng Vũ không cần động thủ. Oanh. Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, bỗng dưng trên trời xanh có vết nứt không gian xuất hiện, ma khí ngập trời bộc phát. Tiếng sấm sét nổ vang, một cây búa lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, một búa này nện thẳng vào một chảo đang đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Tạch, cây búa nện xuống, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ thiên địa, một búa này có thể bổ đôi thiên địa, không gian tan vỡ, chảo kinh đứt đoạn, hai đạo năng lượng lập tức nổ tung, năng lượng kinh thiên như vạn mã bôn đằng. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh truyền ra, cả không trung run rẩy. Vết rách không gian giống như hung thú thôn phệ mọi thứ vào bên trong. Năng lượng bùng nổ một lúc mới dừng lại, không gian chấn động nhộn nhạo, lúc tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, Thánh Hồng Cảnh ra tay lại khủng bố như thế. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Trên không trung, lão giả đứng đó, ánh mắt của hắn cứng ngắt nhìn qua vết nứt không gian. Ha ha, Minh Thương, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, đừng tưởng rằng người khác không nhận ra ngươi, bản tổ lại biết ngươi tồn tại. Lúc trước ngươi đồng thời đạt được đại cơ duyên của từ hai lão gia hỏa của thấp linh tộc, lang linh nhất tộc, nhưng thấp linh tộc cùng lang linh nhất tộc cuối cùng chết trong kế hoạch của ngươi. Ngươi không dám ra ngoài bởi vì lão gia hỏa của thấp linh tộc trước khi chết đã truyền tin tức ra. Nếu ngươi còn sống, tộc nhân thấp linh tộc và lang linh nhất tộc sẽ trả thù ngươi. Ngươi sợ người thấp linh tộc và lang linh nhất tộc tính sổ. Sợ liên lụy cả thiên minh tộc sau lưng ngươi, cho nên ngươi ẩn nấp vô số năm không xuất thế, thẳng đến khi đột phá đến Thánh Hồng Cảnh. Tiếng cười ha hả vang lên, lập tức một đại hán cầm búa như ma thần xuất hiện trong khe hở không gian, ma khí và khí huyết sát tỏa ra ngập trời. Tứ sư huynh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Nhìn thấy thân ảnh tục tằng kia, Lục Lâm Thiên thu liếm bất diệt la hán tượng, áo bào xanh phần phật, ánh mắt vui vẻ nhìn tứ sư huynh ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Trên không trung, ma phủ đạo tổ bà Thiên La cầm búa đứng đó, nhìn qua lão giả già nua tên là Minh Thương, nói. Lão tiểu tử ngươi đột phá tới Thánh Hồng Cảnh, cho nên mới không sợ lang linh nhất tộc và thấp linh tộc, lúc này mới dám đi ra, nhưng hôm nay ngươi trêu chọc lầm người rồi. Nghe vậy, Minh Thương mặt mo co rúm, dường như không phản đối lời bà Thiên La nói, ánh mắt lập lòe, lập tức nói. Bà Thiên La, lúc này không giống ngày xưa, chẳng lẽ ngươi giúp nhân tộc hay sao? Bà Thiên La cười lớn sau đó nói với Minh Thương. Ha ha, xem ra tin tức của ngươi không được tốt. Lục Lâm Thiên chính là sư đệ của bà Thiên La ta, ngươi động đến hắn, chính là dụng tới bà Thiên La ta, ngươi nói ta có bổ ngươi mấy búa hay không? Minh Thương nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lập lòe nhìn Lục Lâm Thiên cùng bà Thiên La, nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La ma khí ngập trời, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Tuy Minh Thương đã đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh, những cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường hắn không đặt trong lòng, bà Thiên La trước mắt khủng bố thì hắn biết rõ. Tăng thêm trong tay có ma tôn lệ huyết phủ, hắn hiện tại dù là Thánh Hồng Cảnh cũng phải kiêng kỵ một ít. Ánh mắt đầy hàn ý, Minh Thương âm thầm cắn răng nói với bà Thiên La. Bà Thiên La, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao, vậy là tốt rồi. Bà Thiên La huy động ma tôn lệ huyết phủ trong tay, sau đó giống như cười mà không phải cười nói với Minh Thương. Minh Thương, bản tổ làm gì ngươi cũng không dễ dàng,
nhưng mà hôm nay chỉ sợ ngươi phải ngoan ngoãn rời đi rồi. 3479, sám mặt rút lui. Minh Thương nhìn bà Thiên La, ánh mắt biến hóa, dường như phát hiện gì đó. Siêu siêu, trên không trung có từng đạo thân ảnh bay tới như thiểm điện. Khí tức thú tộc áp bách hư không, những thú tộc này dù là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cũng không áp chế được, trong đó Bát Nguyên Hóa Hồng cùng Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người, Hắc Phú cùng Kim Huyền đều ở trong đó, còn có Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Nhược Trọng Ảnh Cô. Mà đứng trước mặt mọi người chính là nam nhân trung niên gương mặt góc cạnh nhưng không mất nhu hòa, đôi mắt đen thâm thúy có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Thánh Hồng Cảnh. Minh Thương nhìn trung niên tuấn lãng kia, khí tức mơ hồ chấn động toàn thân, ánh mắt của hắn chấn động, khí tức đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, khí tức tuyệt đối không dưới hắn. Người sau lưng hắn là Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Minh Thương Hồng Tôn cũng nhận ra, biết rõ những cương giả này không dễ chọc. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn trung niên tuấn lãng, nói. Lão bát, người tới chậm hơn ta. Tứ sư huynh, bát sư huynh, Trọng Ảnh sư tỷ, Vân Bằng sư huynh, Kim Bằng sư huynh, Hắc Phủ thúc, Kim Huyền thúc. Lục Lâm Thiên vui vẻ chào hỏi mọi người. Tiểu tử, không có sao chứ, người xem náo nhiệt không ít nha. Lão Ảnh nhìn qua đám người Minh Thương, sau đó gật đầu với bà Thiên La, lúc này mới nhìn Lục Lâm Thiên. Không có đại sự, nhưng mà Thiên La Minh có kẻ cậy già lên mặt, thua muốn quỵt nợ mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nói với Lão Ảnh. Có người muốn quỵt nợ sao, cứ động thủ đi, làm gì nhiều lời, giết sạch là xong việc. Lão Ảnh nói rất đạm mạc, ánh mắt lăng lệ nhìn qua đám người Minh Thương, ánh mắt này làm rung động linh hồn. Chúng ta đi. Mắt thấy Lão Ảnh và Vân Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng Lục Lâm Thiên đã tới đây, Minh Thương phất tay cho người rời đi. Minh Thương không phải người ngu, hiện tại đội hình Thương Khung Minh quá mạnh, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại, đối phương cũng có một Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm ma phủ đạo tổ bà Thiên La, Nhược Trọng Ảnh Cô đang ở đây, giao thủ chỉ làm hắn ăn thiệt thòi, tuy bảo vật chân quý, nhưng trong tình huống không chiếm được tiện nghi còn nguy hiểm, hắn sẽ không cân nhắc nhiều. Su su. Minh Thương cũng đã rời đi, đám người Thiên La Minh không dám lưu lại, Ma Võ và U Linh hai người lúc này đầy hận ý, nhưng lại sợ hãi và kiêng kỵ, căn bản không dám dừng lại. Mắt thấy đám người Minh Thương rời đi, Ma Phủ đạo tổ bà Thiên La và Lão Ảnh không có ý ngăn cản, Thương Khung bí cảnh này không phải nơi tốt để động thủ, huống chi cho dù liên thủ cũng không thể triệt để ngăn cản Minh Thương. Ánh mắt Lão Ảnh nhìn qua, sau đó nói. Nơi đây không tầm thường, bên trong có cái gì? Có lẽ ta biết một ít vật nơi này đấy. Lục Lâm Thiên mỉm cười với Lão Ảnh cùng ma phủ đạo tổ, vật trong tảng đá là gì, Lục Lâm Thiên đã biết rõ trong lòng, nếu Minh Thương biết rõ vật bên trong là cái gì, sợ rằng hắn sẽ liều mạng đấy. Còn không đi mau, bảo vật nơi đây ngươi tới trước sẽ cầm trước. Lão Ảnh lườm Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn chung quanh, sau đó nói với Lục Lâm Thiên, ý tứ chính là bảo vật của người khác cũng không thành vấn đề. Chính mình cầm là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cũng không có khách khí, người trong Thương Khung Minh tự nguyện theo sau mình, trên đường đi mình cũng bảo hộ không ít, chính mình phát hiện bảo vật, tự nhiên là thuộc về mình. Vèo. Sau một lát, Lục Lâm Thiên dùng thổ thuộc tính áo nghĩa lướt vào trong tảng đá. Vào một giờ sau, Lục Lâm Thiên vui vẻ đi ra, quả nhiên đúng như suy đoán, bảo vật bên trong là thổ thánh nguyên, là trọng bảo. Thổ thánh nguyên. Lục Lâm Thiên có thể giao cho Lục Thành, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm lĩnh ngộ áo nghĩa, Lục Thành lĩnh ngộ thổ thuộc tính áo nghĩa cũng không yếu, giao thổ thánh nguyên cho Lục Thành, Lục Lâm Thiên đã cân nhắc qua. Su su, từng đạo thân ảnh vượt qua không trung, chính là đám người Lục Lâm Thiên, Lão Ảnh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Dựa theo tàn đồ, Lục Lâm Thiên bay vụt tê vào sâu trong bí cảnh, một ngày sau đó trong sơn mạch bao la. Phía trước xuất hiện bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên này thê lương, bên trong còn sót lại thành cổ hoang tàn, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, khắp nơi đều cho cảm giác cổ xưa thê lương. Ngao! Sâu trong đống đổ nát này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Tiểu Long! Thân ảnh Lục Lâm Thiên đình trệ giữa không trung, thân sắc trầm xuống, bỗng dưng thân ảnh biến mất trong hư không. Nát! Người trước mặt không ít, đi xem.
Lão ảnh nhìn tình cảnh trước mặt, lập tức tiến vào sâu trong đống đổ. Trên quảng trường rộng lớn, chung quanh không ít phế tích cung điện khổng lồ sụp đổ, đổ nát thê lương, chứng tỏ dấu vết đã tồn tại vô số năm tháng. Trong quảng trường này có rất nhiều người, khí tức âm hàn chiếm nửa bầu trời, người Thiên La Minh chiếm cứ nửa bầu trời khác, không ít cường giả Thương Khung Minh sinh ra khí tức chấn động rất mạnh, dường như Thương Khung Minh và Thiên La Minh đang giằng co. Ngao! Giữa không trung, một con hoàng kim cự long tỏa ra hỏa diễm kim sắc ngập trời, khí nóng làm làn da người ta bị phỏng, linh hồn bị thiêu đốt, đó là bản thể tiểu long, dưới quảng trường còn có Tĩnh Thần công chúa, Chu Thần Hy, Hổ Y, còn có Tử Hoàng cùng Lục Ngô. Đối diện hoàng kim cự long, một đại thiên ma chân thân đứng đó, ma khí ngập trời. Long Huyền, người còn chống lại ta sao, thiên ma chân thân, hủy diệt. Thiên ma quát lớn, ma khí phá hủy không gian áp bách về phía. Hoàng kim cự long, muốn đối phó tiểu long ra ra, người còn chưa đủ. Lúc này tiểu long ra tay, thú ảnh bộc phát, quy xà tương giao như vật còn sống, uy áp khủng bố bùng nôi, không gian vặn vẹo. Huyền vũ nộ, thanh long hồn. Vào lúc này con mắt thứ ba trên mi tâm của tiểu long mở ra, tam nhãn cùng hiện, hào quang chói mắt chiếu thẳng vào thiên ma chân thân, vào lúc này linh hồn người ta chấn động rất mạnh. Ngao! Dưới màn sáng này thanh long gào thét, nương theo long uy khủng bố, thiên ma chân thân chấn động, hai mắt ngây ngốc, thân thể thiên ma dừng giữa không trung, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn. Xuất! Nhân cơ hội khó có được này, đuôi rồng của tiểu long mang theo hảo diễm nện thẳng vào thiên ma chân thân trước mặt. Nghiệt xúc làm càn, cút ngay cho ta. Tiếng hét lớn vang lên, ma khí ngập trời bùng nổ, một thân ảnh lao thẳng về phía tiểu long. Ma võ, người muốn chết. Lục Ngô quát lớn, tiếng quát như hổ gầm trời cao, đinh tai nhức óc, làm linh hồn người ta chấn động rất mạnh. Lục Ngô, chúng ta giao thủ thì thế nào, chuyện của bọn chúng, cứ để chúng giải quyết. Tiếng quát âm trầm vang lên, một thân ảnh già nua ngăn cản trước mặt Lục Ngô, khí tức âm hàn bùng nổ. Minh Thương, lão tử thế bất lưỡng lập với ngươi. Lục Ngô hét lớn, thân ảnh to lớn chấn động, đồ án chữ vương trên. Trán sáng lên, nhiệt độ nóng bỏng bao quát mọi hướng. Xuất! Vào lúc này ma khí bao phủ tiểu long, ma khí biến thành ma quyền nện thẳng vào đầu tiểu long, không gian ven đường nổ tung. Cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong, thực lực cỡ này cho dù tiểu long thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào chống lại. Huống chi hiện tại tiểu long vừa dùng át chủ bài, thực lực tiêu hao gần như không. Con! Người thế giới thần thú ta không phải ma võ ngươi có thể động vào, cút! Lời này là Tử Hoàng nói ra, thân ảnh xinh đẹp biến mất giữa không trung, yêu khí mênh mông bao phủ trời cao. Oanh! Vào lúc này trước mặt Tử Hoàng là tử kim lôi đình xẹt qua, ma quyền mang theo lôi đình đánh thẳng về phía tiểu long. Ầm ầm! Tử kim lôi đình chi mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp giáng xuống, lực lượng đáng sợ sinh ra vết nứt không gian đen kịt. Ầm ầm! Giờ phút này Lục Ngô và lão giả đang giao thủ, năng lượng va chạm nhau sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ, khí kinh khủng bố sinh ra phong bạo, sau đó thân ảnh bị đẩy lùi, dường như cũng không ai chiếm được tiện nghi, nhưng mà Lục Ngô lại yếu hơn một ít. Ánh mắt hai người lúc này nhìn qua giao thủ bên dưới. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tử kim lôi đình giáng xuống, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trước bản thể khổng lồ của tiểu long, áo bào xanh chấn động, trên mặt đầy lãnh ý, là Lục Lâm Thiên chạy tới đây thật nhanh. Lục lão đại đến. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến đây, chẳng biết tại sao, Chu Thần Hy, Hổ Y có cảm giác vô cùng tự tin. Su su. Từ khi Lục Lâm Thiên đến giữa không trung, ma phủ đạo tổ bà Thiên La, lão ảnh, phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn. Hải Nhược Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều mang theo cường giả Thương Khung Minh vượt qua không gian đi tới nơi này, uy áp kinh người hàng lâm, làm cho Minh Thương cũng phải biến. Xác. Ma võ, đợi yêu.ng đến người thế giới thần thú chúng ta, bốn hoàng không tha cho ngươi đâu. Tử Hoàng quát lớn, Lục Lâm Thiên ra tay và ma phủ đạo tổ bà Thiên La đứng áp trận, Tử Hoàng nhanh chóng tìm ma võ tỉnh sổ, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt ma võ. Khí tức nóng bức bùng phát. Khí tức nóng bỏng trên người Tử Hoàng bùng phát không dưới chu tước, còn mạnh hơn Phượng Hoàng rất nhiều, thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ, lập tức bắn thẳng vào người ma võ Hồng Tôn. Ầm ầm. Thanh thế này làm ma võ Hồng Tôn biến sắc, không dám chủ quan chút nào, hắn đánh ra một đạo ma khí thẳng về người Tử Hoàng,
hai người lập tức giao thủ với nhau, âm thanh phong bạo trầm thấp vang vọng hư không. Lục Lâm Thiên đứng đó, ánh mắt quan sát toàn trường, hắn không nghĩ tới đám người Minh Thương, Ma Võ, còn có U Linh lại ở đây, thần sắc Lục Lâm Thiên biến thành âm trầm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên quảng trường, vào lúc này trên quảng trường bao la có một con quái vật khổng lồ chiếm giữ, sinh cơ của con quái vật này không còn, hiển nhiên đã vẫn lạc từ lâu. Nhìn thấy quái vật này, nội tâm Lục Lâm Thiên chấn động, quái vật có lần giáp bao phủ toàn thân, chính là một con rắn khổng lồ, màu sắc thay đổi hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đen, hoặc đỏ, năm màu đều có, màu sắc biến hóa liên tục. Thân rắn này chiếm giữ một nửa quảng trường, nó giống như ngọn núi nhỏ. Thân thể khổng lồ như thế làm cho người ta kinh hãi, nhìn từ xa còn cho rằng là tường thành. Lục Lâm Thiên nhìn con rắn khổng lồ này, linh hồn chấn động, tuy con rắn đã chết, nhưng uy áp và khí tức vô hình lại cực lớn, khí tức như tới từ viễn cổ. Cự xà há to miệng ra, trung tâm cái miệng có ba đám hào quang, ba đám hào quang này có ba cái hộp gấm, ba hộp gấm có năng lượng chấn động rất mạnh, sợ rằng bên trong là bảo vật bất phàm. Lão Ảnh, bà Thiên La các cường giả ngạc nhiên nhìn qua con rắn khổng lồ này, năng lượng chấn động làm nhiều người sợ hãi. Lão Đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, khí tức uể oải đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, tiêu hao quá nhiều nhưng không có chuyện gì. Ít, Tiểu Long, không có sao chứ. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long không có trở ngại, sắc mặt tốt hơn một. Lão Đại, ta không sao, người bị người ngăn cản, ta không có biện pháp thu thập thiên ma tộc ma lỗ. Tiểu Long nhìn đại hán thu hồi chân thân, ánh mắt có chút không cam lòng, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lão Đại, đó là cường giả viễn cổ ba xà nhất tộc một trong tám đại. Thú tộc trong thế giới thần thú, không biết tại sao lại ở đây, ta và thiên ma tộc ma lỗ đồng thời tới nơi này, tên kia muốn nhúng chàm, chúng ta đang động thủ thì có không ít cường giả thiên la minh chạy tới, cũng may Tử Hoàng và Lục Mô tiền bối cũng đuổi tới nơi đây. Ba xà nhất tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua thân rắn, viễn cổ ba xà nhất tộc thế rất cường hãn, là tồn tại nổi danh cùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, khi Tiểu Long nói lời này, Lục Lâm Thiên cũng hiểu tình hình đại khái ở đây. Ha 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 ha, thật sự náo nhiệt, quá náo nhiệt mà. Vào lúc này có tiếng quát vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, khí tức mênh mông bùng phát, từng thân ảnh xuất hiện, hư không không ngừng chấn động mạnh, mười mấy người này thực lực thấp nhất cũng là Lục Nguyên Hóa Hồng. Khí tức chấn động linh hồn bùng phát, lực lượng đáng sợ sinh ra, đi đầu là cường giả Dạ Xoa nhất tộc, khí thế âm hàn tỏa ra rất mạnh. Chí Tôn Điện, Dạ Si Hồn Tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua người này, là một trong các hồng vương của Chí Tôn Điện, Dạ Si Hồn Tôn, cường giả thánh hồng cảnh, mà lão giả âm hàn sau lưng hắn cũng là làm cho Lục Lâm Thiên nhìn nhiều vài lần, tu vị cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lục Lâm Thiên từ trong trí nhớ nhiều người Chí Tôn Điện biết được. Lão giả này chính là đệ nhất nhân dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là thiên tôn đứng đầu 18 Hồng Tôn, đồn đãi thực lực đã vô địch dưới Thánh Hồng. Chí Tôn Điện. Khi Dạ Sĩ Hồn Tôn hàng lâm, cường giả Thương Khung Minh, Thiên La Minh đều cảnh giác nhìn qua. Dạ Sĩ Hồn Tôn nhìn qua mọi người, nhìn thấy Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ, Minh Thương, Ma Võ, U Linh, Tử Hoàng, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng. Hồng Tôn thì ngạc nhiên, sau đó dường như cảm giác được cái gì. Lập tức nhìn qua thân rắn khổng lồ. Ba xà nhất tộc, có bảo vật. Ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn run lên, nhìn ba hộp gấm trong miệng ba xà, trong mắt bắn ra thần sắc tham lam, nhìn qua Minh Thương, Lão Ảnh, Lục Ngô, lập tức nói. Xem ra đều là vì bảo vật, không biết trong ba hộp gấm có bảo vật gì, dường như bất phàm nha. Dạ Si, Chí Tôn Điện nhúng tay quá nhiều rồi, ba xà nhất tộc chính là người thế giới thần thú, không liên quan kẻ khác. Nếu ai muốn nhúng chàm, cứ hỏi lão tử đồng ý hay không đã. Lục Ngô nhìn Dạ Si Hồn Tôn, cũng không có quá để ý Dạ Si Hồn Tôn. Lục Ngô, người gặp có phần, đây chính là trong Thương Khung bí cảnh, liên quan gì tới thế giới thần thủ các ngươi. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Lục Ngô, trong mắt cũng âm thầm kiêng kỵ, sau đó nhìn Thiên La Minh Minh Thương, nói. Minh Thương, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến Thánh Hồng Cảnh, Thương Khung Minh có hai Thánh Hồng Cảnh. Ta xem chúng ta liên thủ đi, bằng không cũng không chiếm được tiện nghi, ngươi thấy thế nào? Minh Thương nhìn qua đám hóa hồng cảnh sau lưng Dạ Si Hồn Tôn, vài khí tức đã tới bát nguyên đại viên mãn, ánh mắt chấn động, lập tức nghe vậy hướng về phía Dạ Si Hồn Tôn cười cười, già nua trên mặt có chút co rúm, nói.
Cũng tốt, chúng ta phải liên thủ mới có phần thắng. Khặc khặc, vậy nói như thế định. Dạ Si Hồn Tôn cười âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Ngô, Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, nói. Hiện tại Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Chí Tôn Điện đang ở đây, người gặp có phần, huống chi trong Thương Khung bí cảnh này, không? Bằng như vậy đi, trong miệng rắn có ba cái hộp gấm, ba thế lực chúng ta một phần, thân thể ba xà là trọng bảo, ta cũng không tham lam, cũng quy cho Thương Khung Minh thế giới thần thú, cho các người chiếm chút tiện nghi. Thả con mẹ người. Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, Lục Ngô lớn tiếng mắng chửi, bí vân chữ vương trên trán tỏa sáng, khí thế bá đạo bùng phát, nói. Muốn nhúng chàm bảo vật, vậy phải hỏi yêu vương diệt sinh trảo trong tay ta có đồng ý hay không? Còn có ma tôn lệ huyết phủ của ta. Bà Thiên La trực tiếp cầm ma tôn lệ huyết phủ đứng giữa không trung, ma khí bao phủ nửa bầu trời. Dạ Si Hồn Tôn và Minh Thương hai người nhìn Lục Ngô cùng bà Thiên La, sắc mặt không được tự nhiên. Yêu vương diệt sinh trảo và ma tôn lệ huyết phủ hai kiện bán thánh khí có uy lực thế nào thì bọn họ biết rõ, tuyệt đối rất khó đối phó. Lục Ngô, bà Thiên La, bản thánh khí là không kém, nhưng các người độc chiếm bảo vật là không được. Sắc mặt âm trầm, Dạ Si Hồn Tôn nhìn Lục Ngô, ánh mắt bắn ra tinh quang, nói. Nếu như một khi giao thủ, chết tổn thương cũng không nằm trong phạm vi ta và người khống chế, ta nghĩ hiện tại không phải lúc giao thủ cuối cùng, đúng không? Nghe Dạ Si Hồn Tôn nói thế, ánh mắt Lục Ngô, bà Thiên La hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì. Dạ Si, có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Lão Ảnh nhìn Dạ Si Hồn Tôn, thái độ không hiện, đứng lặng ở đó, nhưng lại rất ngạo nghễ, khí tức lăng lệ bùng phát, nói. Nhưng mà người cũng nên rõ ràng, hiện tại động thủ thì dù Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh liên thủ thì như thế nào, các ngươi không có tư cách mặc cả. Khặc khặc. Tốt, ngay thẳng. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Lão Ảnh một hồi, đột nhiên cười nói. Nếu ta nói đúng, ngươi chính là cửu ảnh thánh thiên hồ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đồn đãi mất tích từ lâu, không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng xuất hiện thánh hồng cảnh. Thì ra bát sư huynh có danh xưng cửu ảnh thánh thiên hồ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, vào lúc này hắn đứng trước Tiểu Long, cũng không có mở miệng nói chuyện. Khi Lục Lâm Thiên trong lúc suy tư, Dạ Si Hồn Tôn lại nói với Lão Ảnh cùng Lục Ngô. Ta cứ việc nói thẳng, ba hộp gấm trong miệng rắn, ta tin tưởng đều là bảo vật không tệ, hiện tại Thương Khung Minh các ngươi thực lực mạnh hơn một ít, nhưng mà đấu với nhau chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên không bằng đơn giản một chút, thân thể ba xà là trọng bảo, liền trực tiếp lưu cho thế giới thần thú, về phần ba hộp gấm, Chí Tôn Điện, Thiên La Minh, Thương Khung Minh phái ra một thánh hồng cảnh, một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Tổng cộng 6 người giao thủ một hồi, người thắng tuần tự đạt được một hộp gấm, nhưng ta có thể nói trước, không thể thúc giục bán thánh khí, tuy các ngươi có bán thánh khí. Vừa dứt lời, Dạ Si Hồn Tôn nhìn Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và Lục Ngô hai người, nói. Nhưng ta cũng có thể khẳng định nói cho người biết, các ngươi thúc giục bán thánh khí, cũng không nhất định có thể áp chế ta, sợ rằng muốn xong việc cũng rất khó. Nói bậy, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nghe vậy. Lập tức mắng ầm lên, Lão Ảnh chen ngang lời bà Thiên La, nói. Lão tử, chiến với bọn chúng một trận cũng không có gì không thể, ta xem đáp ứng chúng cũng không có gì. Lão bát, bọn chúng muốn chiếm tiện nghi, không cho phép dùng bán thánh khí đã là chiếm tiện nghi, Chí Tôn Điện, Thiên La Minh, Thương. Khung Minh chỉ phái hai người ra tay, cho dù hai chúng ta toàn thắng cũng chỉ lấy được hai hộp gấm, lỗ lớn. Bà Thiên La truyền âm vào tai Lão Ảnh. Lão Ảnh truyền âm trả lời Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La. Yên tâm đi, ta đã có an bài, không có gì lỗ cả. Nghe Lão Ảnh truyền âm, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nhíu mày, lúc này mới không nói chuyện. Lão Bát nói thì hắn tin tưởng, bởi vì hắn hiểu tính tình của Lão Bát, hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Minh Thương, ngươi không có vấn đề chứ? Dạ Si Hồn Tôn nhìn thấy Lão Ảnh đồng ý, trong mắt cười lạnh, hỏi Minh Thương. Không có vấn đề. Lựa chọn hai người chiến đấu đi, muốn cầm được ba hộp gấm, vậy phải xem thực lực của mình. Minh Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn qua đội hình Thương Khung Minh và Chí Tôn Điện thì ánh mắt lập lòe bất định, trong lúc mơ hồ cũng âm thầm cười lạnh, cuối cùng gật đầu với Dạ Si Hồn Tôn, sau đó ánh mắt nhìn qua Ma Võ hai người, nói. Bắt đầu đi, Thiên La Minh sẽ là ta và Ma Võ ra tay. Khặc khặc, Chí Tôn Điện cũng do hai chúng ta ra tay.
Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, thân ảnh của hắn vượt qua không gian, lão giả âm hàn sau lưng cũng đi ra, lẳng lặng đứng bên cạnh Dạ Sĩ Hồn Tôn, khí tức trên người hắn cực kỳ ẩn nấp, nhưng mà chấn động âm hàn này lại làm nhiệt độ không gian giảm xuống. Thiên Tôn, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn không biết lão giả âm hàn là ai, nhưng Lục Lâm Thiên lại từ trí nhớ những kẻ khác biết được người này chính là Thiên Tôn dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là cường giả đứng đầu 18 tôn giả, tu vị cửu nguyên đỉnh phong. Sau khi người Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh đi ra, Lục Ngô nhìn nhau, sau đó nhìn qua Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và nói. Thánh Hồng Cảnh cứ giao cho ta đi, về phần cửu nguyên đại viên mãn, bà Thiên La, trừ ta và ngươi không có người thứ hai. Lục Ngô, Thánh Hồng Cảnh người ra tay là thích hợp nhất. Lục Ngô dứt lời, lão ảnh lập tức nói ra, sau đó nhìn Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, nói. Lão Bát, có lẽ ngươi còn chưa xem kỹ thực lực của lão cửu, cũng đừng xen vào, cho lão cửu đi đi. Lão cửu, ánh mắt Ma Phủ Đạo Tổ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trên đường đi hắn nghe qua chiến tích của Lục Lâm Thiên, nhìn Minh Thương và Dạ Sĩ Hồn Tôn ở giữa không trung, thần sắc ngưng trọng, nhưng sau đó mỉm cười, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Lão cửu, lão bát bảo ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Ta sao? Lục Lâm Thiên vốn tưởng rằng không có mình, nghe vậy ánh mắt chấn động, lại nhìn Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La trả lời. Bát sư huynh bảo ta chơi đùa, vậy ta chơi đùa là được. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi ra ngoài, hắn đứng chắp tay sau lưng. Lão cửu thật to gan, đối phương hai thánh hồng cảnh, vạn nhất gặp phải một thánh hồng cảnh, vậy thì phiền toái lớn. Khi Lục Lâm Thiên bước ra, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La truyền âm vào tai lão ảnh. Yên tâm đi lão tử, tiểu tử kia còn đang chờ mong đánh với thánh hồng cảnh một trận đấy, cho dù hắn vận khí kém gặp được thánh hồng cảnh, giao thủ cũng có lực bảo vệ mình. Huống chi giao thủ với Thánh Hồng Cảnh một hồi, hắn sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, có lợi mà vô hại, chúng ta xem kỳ biến là được. Lão ảnh cười lạnh, truyền âm trả lời Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La. Minh Thương và Dạ Sĩ hai người này đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán của riêng mình, cũng không biết ai cười tới cuối cùng, cứ xem trò hay đi. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La âm thầm chấn động, sau đó không hỏi nhiều, mặc dù hắn biết lão bát chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Nhưng mà hôm nay an bài như thế làm hắn hổ nghi, thế nào cũng nhìn không ra lão bát có an bàn gì, cứ theo đà này, Thương Khung Minh sẽ ăn thiệt thòi lớn. Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, thế giới thần thú Tử Hoàng nghi hoặc, biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm, nhưng trong trường hợp này đứng ra lại quá kỳ quái, dù sao Thiên La Minh và Chí Tôn Điện hiện tại xuất hiện 4 người, không nói trước Minh Thương và Dạ Si Hồn Tôn là Thánh Hồng Cảnh, cho dù là Ma Võ và lão giả kia, hai người kia thực lực rất mạnh. Cho dù Thánh Hồng Cảnh muốn thu thập cũng không dễ dàng. Lão ảnh và Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La an bài, tăng thêm thân phận của Lục Lâm Thiên lúc này, tuy Lục Ngô nghi hoặc vì cái gì không cho Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La lên đài, dù sao Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La lên đài, phần thắng sẽ lớn hơn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mà Lục Ngô cũng không có biểu hiện ra mặt, tươi cười, thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nói. Gì? Tiểu tử, một cẩn thận một ít, đừng ngạnh kháng, bại cũng không có. Ta sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cảm thấy thân thiết với Lục Ngô. Bắt đầu đi, 6 người 3 trận, người thắng đạt được hộp gấm, trong tay của ta có 6 ngọc giản giống nhau sẽ giao thủ, nếu cùng đội hình cầm được ngọc giản cũng mặc cho số phận, ít nhất cũng có một hộp gấm. Ai chiến thắng sẽ có hộp gấm. Dứt lời, trong tay Dạ Si Hồn Tôn xuất hiện ngọc giản. Lục Ngô, Minh Thương khẽ gật đầu, cũng không có ý kiến. Bắt đầu. Khi Dạ Si Hồn Tôn dứt lời, hắn tung ngọc giản lên. Xuất. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay 6 người có hấp lực sinh ra, sau đó. Đều kéo một ngọc giản. 6 ngọc giản bị bọn họ kéo vài lòng bàn tay. Trong ánh mắt phức tạp của nhiều người, ba thánh hồng cảnh chiếm tiện nghi khi lựa chọn đối thủ. 6 người mở lòng bàn tay ra. Lục Lâm Thiên cầm ngọc giản màu trắng. Ánh mắt nhìn 5 người khác, Lục Lâm Thiên nhíu mày, Lục Ngô và Chí Tôn Điện Thiên Tôn đều là màu đen, Minh Thương và Dạ Sĩ Hồn Tôn là ngọc giản màu đỏ. Sắc mặt Ma Võ Hồng Tôn khó nhìn, hắn thấy ngọc giản của mình là màu trắng, mà hắn rất rõ ràng thực lực của Lục Lâm Thiên, U Linh trọng thương ngay trước mặt hắn. Ha ha, bắt đầu đi. Lục Ngô cười ha ha, vận khí của hắn không tệ,
đụng phải một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong mà thôi. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cũng không nói nhảm, hai tay hắn tụ tập năng lượng sau đó đánh thẳng vào lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện. Xuất! Sắc mặt lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện cũng khó coi, hắn không nghĩ sẽ gặp một thánh hồng cảnh. Năng lượng âm hàn chung quanh chấn động, khí tức chấn động này cũng không yếu hơn Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ chút nào, làm cho đám người Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ ở xa cũng phải chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả âm hàn này vận dụng hai vòng khí xoáy âm hàn nghênh tiếp hai kích của Lục Ngô, cả hai va chạm nhau, hai cột sáng năng lượng của Lục Ngô đánh nát vòng xoáy, lúc này tiếng nổ mạnh sinh ra. Ầm ầm, năng lượng nổ tung, dự uy không giảm, lập tức đánh thẳng vào lão giả âm hàn. Lão giả âm hàn vội vàng dùng toàn lực đánh nát hai cột sáng. Này, hắn lảo đảo lui ra phía sau. So sánh với thánh hồng cảnh, hắn còn kém quá xa. Bành bành. Lục Ngô đắc thể không buông tha người, thân ảnh to lớn vượt qua trời cao, lập tức đánh thẳng vào bầu trời. Tới chúng ta. Dạ sĩ hồn tôn nhìn Minh Thương, ánh mắt không quá tốt. Từ khi Lục Ngô ra tay, hắn đã lao về phía Minh Thương, linh hồn chấn động rất mạnh. Cho dù là cường giả đỉnh cấp cũng phải khiếp sọ không nhỏ. Hừ, linh hồn công kích, không dùng được với ta đâu. Minh Thương nhìn qua dạ sĩ hồn tôn, ngoài miệng trào phúng nhưng ánh mắt của hắn không dám khinh thường, hắn đã nghênh đón đối thủ, bàn về thanh danh, dạ sĩ hồn tôn còn trên hắn đấy. Vậy thử xem. Lúc này thời điểm hai người va chạm nhau, năng lượng chấn động sinh ra làm rung động tâm thần nhiều người, chấn động màng tai. Linh hồn uy áp tỏa ra làm những người thực lực thấp không dám đứng gần. Rất mạnh, không hổ là thánh hồng cảnh. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn nhìn thấy hai thánh hồng cảnh giao thủ đều cực kỳ ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hai thánh hồng cảnh đã giao thủ rất nhiều lần. Tốc độ hai người nhanh không tin nổi, mỗi một lần năng lượng va chạm đều làm không gian bị nứt vỡ, năng lượng phá hủy không gian, từng vết nứt không gian thật dài bao phủ bầu trời, hai thánh hồng cảnh cũng khó phân thắng bại. Giống. Vào lúc này có tiếng giống vang lên, ma võ hóa thành bản thể thiên ma tộc. Ma khí làm không gian chấn động, khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát. Đối mặt Lục Lâm Thiên, ma võ đã dùng toàn lực, bởi vì hắn biết rõ Lục Lâm Thiên khủng bố, U Linh khinh thường nên bị đánh trọng thương. Lục Lâm Thiên cười lạnh, bỗng dưng tử kim sắc bộc phát, lực lượng đáng sợ sinh ra, trong thời gian ngắn không gian tan vỡ. Tiểu tử. Ở trước mặt ta ngươi sẽ không chiếm được tiện nghi gì đâu. Ma võ dứt lời, bản thể kéo dài qua không gian, nương theo đó là ma khí cuồn cuộn, cho đến khi phá hủy phiến không gian này, hắn trực tiếp đánh một quyền về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, biến thành bất diệt La Hán tượng, tử kim điện mang tỏa ra khí tức hủy diệt, lập tức nghênh tiếp một quyền này. Xuất! Một quyền này dựa vào từng đạo tử kim lôi đình tấm đánh ra. Vô số lôi đình cự xà không ngừng quanh quẩn hư không, lập tức đánh ra một quyền về phía ma võ. Ầm ầm, nhất thời âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, lôi đình oanh kích đã trực tiếp hủy diệt quyền của ma võ. Hù hơ, ma võ hử lạnh, thiên ma lang khiếu. Ma khí bộc phát khủng khiếp, trong lúc mơ hồ mang theo hư ảnh ma lang lao về phía Lục Lâm Thiên. Ngao, tiếng sói tru lên, hư ảnh ma lang va chạm làm không gian nứt vỡ. Cả phiến không gian này bị xé nát, da đầu mọi người run lên. Ma võ không hổ là cường giả số 1 số 2 của thiên ma tộc, cách thánh hồng cảnh không xa. Nhìn thanh thế của ma võ, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Hải. Nhược Hồng Tôn đều âm thầm chấn động, ma võ không phải kẻ yếu. Ngao, hư ảnh ma lang lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, mọi người không biết khi nào tử kim lôi đình không gian xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Tử kim lôi đình không gian hóa thành hư ảnh cự long, lập tức va chạm với ma lang. Oanh! Hai hư ảnh va chạm nhau làm không gian rung rung, cả phiến không gian nứt vỡ rất mạnh, tiếng sấm rền vang, khí tức năng lượng mênh mông khuếch tán ra khắp nơi, làm cho cường giả có mặt ở đây dùng mình. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại mạnh tới mức này. Khi Lục Lâm Thiên ra tay, Tử Hoàng và cường giả thế giới thần thú nội và thương khung minh kinh hãi, mọi người biết rõ thực lực của ma võ. Các nàng mới biết vì sao cửu ảnh thánh thiên hồ lại không cho ma phủ đạo tổ bà thiên la lên đài, thì ra bởi vì Lục Lâm Thiên cũng mạnh tới mức đó rồi. Ta thua, người thắng. Trên không trung, lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt lảo đảo lui ra phía sau, đối mặt Lục Ngô ra tay, hắn căn bản khó chống đỡ, cho nên trực tiếp đầu hàng, đối mặt một thánh hồng cảnh,
hắn có liều mạng cũng không chiếm được phần thắng, huống chi đối mặt lại là Lục Ngô. Lúc này ma võ vận dụng thiên ma lang khiếu bị Lục Lâm Thiên đánh nát, ma khí tăng nhiều, ma khí tạo thành vòng xoáy rất mạnh, lực lượng từ ma khí chấn nhiếp linh hồn. Lúc này, Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt la hán tượng cầm trường cung cổ xưa trong tay, hào quang thiên địa chói mắt bùng nổ, lập tức kéo cung, chín mũi tên nhỏ ngưng tụ, lập tức bắn thẳng ra ngoài như chín ngôi sao băng. Ầm ầm. Trong nháy mắt mũi tên bắn thẳng vào vòng xoáy ma khí khủng khiếp kia, cả vòng xoáy ma khí bị bắn nát, tiếng nổ vang vọng không gian. Bành 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 bành. Không gian nổ liên tục, âm bạo như sấm sét, kinh phong đáng sợ quét qua hư không, điện quang tử kim không ngừng ăn mòn ma khí đầy trời. Tiểu tử, người còn quá non, tiếp một quyền của ta. Sau khi năng lượng khuếch tán ra, thân thể khổng lồ của ma võ không biết lúc nào đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra một quyền đầy ma khí vào người Lục Lâm Thiên. Oanh! Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt la hán tượng không kịp phản ứng, lập tức bị một quyền này đánh lui ra phía sau. Thân thể bị đánh bay, bất diệt la hán tượng không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành bản thể, khóe miệng chảy máu tươi, nhìn qua ma võ. Khổng lồ trước mặt, trong mắt mơ hồ còn mang theo vui vẻ, nói với ma võ. Ta bại, ngươi thắng. Hừ. Ma võ hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vào lúc này kỳ quái, hắn có cảm giác không đúng, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không phát hiện cái gì. Lục Lâm Thiên bại. Khi Lục Lâm Thiên bị thua, Thương Khung Minh có không ít ánh mắt nghi hoặc, hắn có cảm giác không thích hợp, mà đám người tử hoàng lại tiếc hận, Lục Lâm Thiên bị thua cũng không mất mặt, ma võ không tầm thường. Lão cửu bại, dường như có phần không thỏa mãn nha. Ánh mắt ma phủ đạo tổ mang theo nghi hoặc. Thân ảnh Lục Lâm Thiên quay lại bên cạnh ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng lão ảnh hai người, nhún nhún vai, cực kỳ lạnh nhạt với việc mình. Thua. Lão ảnh cười nói với Lục Lâm Thiên. Ta nghĩ tiểu tử ngươi sẽ không thua. Đây không phải chính là người mong muốn sao? Lục Lâm Thiên trả lời lão ảnh, sau đó ánh mắt nhìn qua Minh Thương giao thủ với Dạ Si Hồn Tôn, nói nhỏ. Ta chỉ trợ giúp mà thôi, xem ra bọn chúng sắp phân thắng bại rồi. Đoán chừng dạ sĩ sắp thua, trừ phi. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nghe Lục Lâm Thiên nói thế, hỏi. Trừ phi cái gì, hai người bọn họ trước mắt chưa phân thắng bại, lão cửu cớ gì nói ra lời ấy. Lục Lâm Thiên cười cười, vẫn không nói gì, mà lão ảnh nói với bà Thiên La. Lão tử, tiểu tử này suy đoán đúng đấy. Trừ phi, Minh Thiên rất thông minh. Hai người các ngươi quá quỷ dị, ta quá hiểu Minh Thương này. Gian trả giảo hoạt, chắc chắn không phải đồ ngu. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn lão ảnh và Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Co, nếu Minh Thương thật sự thông minh, cũng sẽ không xảy ra biến. Lão ảnh thì thào thở dài. Oanh, khi lão ảnh dứt lời, kịch chiến giữa không trung đang gay cấn, Dạ Sĩ Hồn Tôn và Minh Thương hai người đung nhau, phong bạo quét qua chung quanh, hai người lui ra xa, khí tức hỗn loạn. Hai người giao thủ thật sự bất phân thắng bại. Minh Thương, thực lực quả nhiên mạnh hơn không ít, làm cho ta lau mắt mà nhìn, nhưng người không thể thắng ta đâu. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Minh Thương, trong ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu. Minh Thương âm trầm nhìn Dạ Si Hồn Tôn, trong mắt cười lạnh, lập tức nói. Thật sao, vậy thử lại xem, nếu ngươi thành tựu thánh hồng bằng áo nghĩa khác ta không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi là linh hồn áo nghĩa, lại bị ta áp chế đấy. Vừa dứt lời, dung nhan già nua của Minh Thương cười quái dị, bỗng dựng khí tức âm hàn bùng phát, hỏa diễm màu xanh lá bao phủ hư không. Thiên Minh chi hỏa, Thiên Minh tộc, thì ra Minh Thương là tộc nhân Thiên Minh hỏa tộc. Khí tức âm trầm tỏa ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, lúc trước tranh đoạt Hồng Hoang Điện, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm giao thủ với Minh Hoán, hắn đã nhìn thấy sự cường hãn của Thiên Minh hỏa, nó không yếu hơn hỏa diễm linh vật trời sinh bao nhiêu. Thiên Minh hỏa tộc dựa vào Thiên Minh hỏa đứng vững không ngã trong 3.000 đại thế giới, cho dù là 5 đại chủng tộc của Minh Linh cũng không thể ép chúng, đồn đãi nếu không phải bởi vì tộc nhân Thiên Minh hỏa tộc quá ít, 5 đại chủng tộc Minh Linh cũng không phải là 5 đại chủng tộc, mà là 6 đại chủng tộc. Thiên Minh hỏa. Nhìn thấy Thiên Minh hỏa này, Dạ Si Hồn Tôn kiêng kỵ, nhiệt độ này đốt cháy không gian thành hư vô, linh hồn chấn động không nhỏ. Gì? Dạ Si Hồn Tôn quát lớn. Hào quang thật lớn sinh ra, hào quang này biến thành dị thú bay đi ngăn cản Thiên Minh hỏa, khí thế kinh người, lực phòng ngự cường hãn.
Nhưng qua một lúc hư ảnh dị thú tan biến, vào lúc này Dạ Xi Hồn Tôn không có bao nhiêu lo lắng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn cười lạnh. Phút, thời điểm thiên minh hỏa chiếm thượng phong, đột nhiên thiên minh hỏa run lên, sau đó dị thú bị thiên minh hỏa đốt cháy lại bùng nổ rất mạnh, trên mặt minh thương xuất hiện vết máu, lảo đảo lui ra phía sau. Biến cố như vậy làm nhiều người không dự kiến được, ngay cả Dạ Xi Hồn Tôn cũng nghi hoặc. Thân ảnh dừng lại, thu thiên minh hỏa lại, minh thương nhìn Dạ Xi Hồn Tôn, nói. Dạ sĩ, người thắng, ta bại. Dạ Xi Hồn Tôn chiến thắng, nhưng hắn không có quá vui mừng, nhìn qua minh thương một hồi, sau đó cười ha hả, nói. Tốt một minh thương, ha ha. Minh thương này thật gian trá. Minh thương bị thua, ánh mắt lão ánh trầm xuống, thấp giọng nói. Xem ra lần này có phiền toái nhỏ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, nhìn qua minh thương, giao thủ này mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được, cũng không biết ai mới là người kỹ cao một bậc. Nếu đã phân thắng bại, đều đi lấy đồ vật của mình đi. Minh thương không có quan tâm tới Dạ Xi Hồn Tôn, mà là nhìn Lục Ngô, dựa theo ước định, Lục Ngô chiến đấu trước sẽ đi lấy hộp gấm đầu. Tiên! Lục Ngô rất khó chịu, thân ảnh vượt qua không gian, lòng bàn tay sinh ra hấp lực thu hộp gấm đầu tiên. Ta đến đây. Trong Thiên La Minh, ma võ sắp ra tay thu hộp gấm, minh thương lại nói một câu làm sắc mặt ma võ cực kỳ khó coi, hộp gấm thứ hai bị minh thương thu vào lòng bàn tay, minh thương hoàn toàn không quan tâm sắc mặt khó coi của ma võ. Hộp gấm thứ ba của minh thương lọt vào trong tay Dạ Xi Hồn Tôn. Oanh! Khi ba hộp gấm bị lấy đi, miệng ba xà lớn như núi đóng lại, không gian chung quanh run lên. Chúng ta đi. Minh thương không dám chậm trễ chút nào. Hộp gấm vừa thu lại cũng không nhìn, lập tức rời đi, người Thiên La Minh cũng đuổi theo. Su su, nhìn thấy Minh Thương và Thiên La Minh rời đi, sắc mặt Dạ Xi Hồn Tôn khó coi, trường bào vùng lên, cũng mang theo cường giả Chí Tôn Điện rời đi. Vương Bát Đản, tiện nghi bọn chúng. Nhìn Thiên La Minh và Chí Tôn Điện rời đi, mà phủ đạo tổ bà Thiên La mắng to một tiếng, hắn vẫn luôn là người đoạt của kẻ khác, lúc nào đến phiên người khác cướp của hắn. Không có lão bát lôi kéo hắn, hắn đã không nhịn được đi đoạt của đám người kia rồi. Lão tử, tiện nghi không chạy đâu, chúng ta chờ chút đã. Lão ảnh cười nhạt một tiếng, sau đó đối với Lục Lâm Thiên nói. Ngươi thấy thế nào, dường như kế hoạch của ngươi bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi không phải nói chờ chút sao, nên chờ đi, chớ vội động thủ. Lão ảnh lườm lườm Lục Lâm Thiên, dường như ngoài ý muốn, nói. Ngươi cũng nhìn ra sao? Ai yếu thế trước, tự nhiên có an bài, hiện tại cứ chờ thiên ý. Lục Lâm Thiên dứt lời, trong mắt bắn ra sát ý rất mạnh. Xuy, thân ảnh Lục Ngô đến bên cạnh lão ảnh, mà phủ đạo tổ bà Thiên La, Lục Lâm Thiên, cầm hộp gấm đưa cho Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, cái này cho ngươi đi, thân thể ba xà giao cho thế giới thần thú, ta vừa mới kiểm tra, thân thể ba xà nhất tộc này còn bảo lưu truyền thừa hoàn hảo. Có truyền thừa này, thế giới thần thủ ba xà nhất tộc sẽ lại bước vào đỉnh phong. Tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, bảo vật là ngươi thắng về. Lục Lâm Thiên lắc đầu với Lục Ngô không mở hộp gấm mà giao cho mình, lòng dạ này không nhỏ. Lục Ngô cười cười, biết rõ nếu không có cửu ảnh thánh thiên hồ và ma phủ đạo tổ bà Thiên La ở đây, thế giới thần thủ hôm nay sẽ phiền toái, tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Không có các ngươi. Sợ rằng không thể trấn nhiếp Minh Thương và Dạ Xi Hồn Tôn, động thủ cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Lục Lâm Thiên kiên quyết lắc đầu, giao hộp gấm trong Lục Ngô, nói. Tiền bối, ta cũng không phải người khách khí, nhưng vật ấy ta thực không thể cần, là của ta mới cầm, không phải, ta không cầm. Ha ha, hảo tiểu tử. Lục Ngô cười cười, sau đó mở hộp gấm ra, trong hộp gấm sinh ra khí tức hỏa thuộc tính ngập trời. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên. Vào lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, bên trong là một phần hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, khí tức tuyệt đối đạt tới cấp độ cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong đại viên mãn, hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên cấp độ cao như thế, có thể giúp cường giả nhanh chóng bước vào cấp độ cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, giá trị của nó không bằng mộc chi thánh nguyên, thổ thánh nguyên, nhưng cũng là trọng bảo. Vật. Đại viên mãn đỉnh phong hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, bảo. Lục Ngô cười cười, thu hồi hộp gấm, nói. Không biết hai hộp gấm khác là gì, chắc có lẽ không dưới đại viên.
mãn đỉnh phong hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên đầu. Thật sự là trọng bảo, sớm biết như vậy không nên tiện nghi đám gia hỏa kia. Bà Thiên La vẫn không cam lòng. Lão ảnh mỉm cười, sau đó nói với Lục Ngô. Thu thân thể ba xà đi, nơi đây cũng không nên ở lâu. Thu. Lục Ngô gật đầu, sau đó bảo Tử Hoàng lập tức an bài cường giả thu bản thể ba xà, cường giả viễn cổ bát đại thần thú nhất tộc ba xà nhất tộc, đây là tồn tại để người thế giới thần thú tôn kính. Hơn 10 thân ảnh vượt qua trời cao, lập tức đáp xuống ngọn núi, đám người này là Chí Tôn Điện Dạ Si Hồn Tôn và Thiên Tôn. Rầm rầm. Dạ Si Hồn Tôn mở hộp gấm trong tay ra, trong hộp gấm có một bình ngọc xuất hiện, trong mơ hồ tỏa ra sinh cơ liên tục. Khí tức chấn động làm Dạ Sĩ Hồn Tôn run lên. Tạch! Trong nháy mắt ngắn ngủi, Dạ Sĩ Hồn Tôn đẩy hộp gấm lại, thu hộp gấm vào trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám người chung quanh, ánh mắt của hắn nhìn lên cao, nói. Nàng đến! Su su! Hơn 10 đạo thân ảnh bay tới. Hào quang biến mất, những thân ảnh này tỏa ra khí tức mênh mông, đi đầu là nữ tử chừng 30, cười tươi như hoa, dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt như hồ nước thu. Thần sắc bình tĩnh, đáp xuống trước mặt Dạ Sĩ Hồn Tôn, nói. Còn nghĩ đám người các ngươi gặp phiền toái gì, bảo ta tới đây là vì chuyện gì? Dạ Sĩ Hồn Tôn nhìn qua nữ tử trước mặt, ánh mắt mơ hồ còn mang theo dâm dụ bản quyền, nhưng không có hiện ra rõ ràng, nói. Các ngươi đến chậm rồi, kế hoạch lại biến đổi một ít, nhưng mà lúc này tới cũng phù hợp, có trọng bảo phía trước, hai người chúng ta ra tay. Có 9 thành nắm chắc lấy được. Nữ tử nghe vậy, đôi mắt trong suốt vốn mang theo hàn ý và khát máu, vào lúc này trở nên bình thường, lạnh nhạt nói. 9 thành nắm chắc sao, vậy ra tay đi. Vậy lên đường đi, Minh Thương còn gian trá hơn ta tưởng tượng nhiều, nhưng mà tên kia lại không nghĩ tới, ta thừa cơ bố trí thủ đoạn lên người của hắn, trốn xa hơn nữa cũng không thoát khỏi tay của ta, lúc này xem như hắn không may. Dạ Si Hồn Tôn cười tham lam. Trên bình nguyên bao la, trong sơn mạch chập trùng. Su su. Không gian bình tĩnh sinh ra chấn động, rất nhiều hư ảnh phá không bay đi. Minh Thương đại nhân, hộp gấm kia là bảo vật cỡ nào, cho ta liếc nhìn một chút. Trong đám người đi đầu, Ma Võ Hồng Tôn nhìn Minh Thương đoạt hộp gấm của mình, cũng chỉ có thể âm thầm oán hận mà thôi. Minh Thương lườm Ma Võ Hồng Tôn, trầm giọng nói. Nên rời xa càng nhanh càng tốt, người nghĩ rằng chúng ta hiện tại thật sự đạt được bảo vật sao? Người có nghĩ vì sao mình đánh bại Lục Lâm Thiên hay không? Ánh mắt Ma Võ Hồng Tôn nhảy lên, dường như không phục, nói với Minh Thương. Tuy Lục Lâm Thiên rất mạnh, nhưng mà... Đồ ngu! Ma Võ Hồng Tôn chưa nói xong, Minh Thương trực tiếp quát mắng không cố kỵ. Uổng cho người sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không? Nhìn ra Lục Lâm Thiên là cố ý thua ngươi sao? Lục Lâm Thiên kia thi triển bất diệt La Hán tượng chính là tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện. Lực phòng ngự vô cùng cường hãn, ngươi cho rằng ngươi dễ dàng tổn thương Lục Lâm Thiên hay sao? Nếu không phải Lục Lâm Thiên cố ý thua ngươi, ta cũng không cố ý thua Dạ Si, ngu xuẩn. Tuy Ma Võ Hồng Tôn không phục Minh Thương, thế nhưng mà nghe được Minh Thương nói thế lại cảm giác mình thắng Lục Lâm Thiên có phần kỳ quái. Lúc này hồi tưởng lại, đúng là Lục Lâm Thiên cố ý nhận thua, sắc mặt co rúm lại, không nói nên lời. Minh Thương đại nhân, ngươi cố ý thua Dạ Si. Tuy U Linh đã sớm cảm giác Ma Võ thắng Lục Lâm Thiên có chút quá không bình thường, nhưng hắn bía thực lực Lục Lâm Thiên, Ma Võ không mạnh hơn hẳn, nhưng mà lại không nhìn ra Minh Thương cố ý thua Dạ Si. Minh Thương lườm Ma Võ cùng U Linh, trầm giọng nói. Các người dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu chúng ta cầm hai hộp gấm, Thương Khung Minh và Chí Tôn Điện sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái gọi là ước định là vì có thực lực kiềm chế, Thương Khung Minh người đồng thế mạnh, Chí Tôn Điện Dạ Si gian trả tham lam. Nếu không phải chúng ta liên thủ với Dạ Si, Thương Khung Minh sợ lưỡng bại câu thương tổn thất thảm trọng, đã sớm động thủ với chúng ta rồi. Chí Tôn Điện Dạ Si Hồn Tôn không nhìn thấy Thương Khung Minh Lục Ngô và Cửu Ảnh Thánh Thiên Hồ, mà Phủ Đạo Tổ bà Thiên La xuất hiện, cũng sẽ không biết tiện nghi Thiên La Minh chúng ta. Hiện tại mỗi người một hộp gấm, tất cả có thu hoạch, đây là cách làm tốt nhất, không ai chiếm tiện nghi chúng ta và Chí Tôn Điện Dạ Sĩ liên thủ cũng chỉ đủ chống lại Thương Khung Minh mà thôi. Điểm này Dạ Si vẫn muốn cố ý thua ta, để chúng ta đạt được hai hộp gấm, sợ rằng muốn dẫn Thương Khung Minh đối phó chúng ta, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Vừa dứt lời, Minh Thương chừng Ma Võ Hồng Tôn, nói. Lục Lâm Thiên cố ý thua ngươi,
cũng chính là muốn Chí Tôn Điện ra tay đối phó chúng ta, sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi là đồ ngu, vẫn cho rằng mình thật sự thắng Lục Lâm Thiên. Mà Võ Hồng Tôn bị chửi không dám nói thêm cái gì, hắn lại cách xa Minh Thương xa một ít. Hừ, hiện tại Thương Khung Minh và Chí Tôn Điện có cố kỵ, một người đạt được một hộp gấm, ta đoán chừng Thương Khung Minh cũng không có lá gan đối phó chúng ta, Chí Tôn Điện càng không dám, chờ chúng ta và những người khác tụ hợp, quản khỉ gió Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện cũng không đặt vào trong mắt. Nếu gặp gỡ, cứ để chúng biến mất trong thiên địa, đáng tiếc lúc này không thể làm Thương Khung Minh cùng Chí Tôn Điện liều lưỡng bại câu thương, bằng không ta có thể ngu ông đắc lội. Coi chừng! Bỗng dưng Minh Thương quát lớn, trên không gian trước mặt xuất hiện một đạo linh hồn lực rất mạnh giáng xuống đám người. Linh hồn công kích khủng bố, lập tức làm cho Thiên La Minh kêu thảm thiết, linh hồn công kích này cho dù là hóa hồng cảnh cũng khó chống lại. Là bọn chuột nhắt nào, muốn chết. Chết tổn thương thảm trọng, Minh Thương nổi giận, hắn vận dụng hỏa diễm đánh thẳng vào hư không. Minh Thương, chúng ta chờ các ngươi đã lâu. Không gian bị phá hủy, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, công kích vừa rồi là của Dạ Sĩ Hồn Tôn. Dạ Sĩ Hồn Tôn. Nhìn Dạ Sĩ Hồn Tôn xuất hiện, ánh mắt Minh Thương run lên, ánh mắt đại biến, nói. Dạ Sĩ, tại sao ngươi lại nhầm ta, chẳng lẽ? Dạ Sĩ Hồn Tôn cười lạnh nói. Đúng vậy, ta bố trí thủ đoạn nhỏ trên người của ngươi, biết rõ phương hướng ngươi đi, tốc độ người sau lưng ngươi quá chậm, ta đã sớm chặn đường cũng không kỳ quái. Minh Thương nhìn Dạ Sĩ Hồn Tôn, trầm giọng nói. Dạ Sĩ, chẳng lẽ còn muốn nhúng chàm bảo vật sao, coi chừng tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi cho rằng mình đánh bại được ta sao? Khặc khặc. Dạ Sĩ Hồn Tôn cười lạnh, tiếng cười thu liếm, nhìn Minh Thương, nói ta biết rõ người cố ý thua ta, ngươi cho rằng Thiên Minh Hỏa có thể khắc chế ta, nhưng người sai rồi, thực cho rằng bản Hồng Vương sẽ kiêng kỵ Thiên Minh Hỏa của ngươi sao? Dạ Sĩ, ngươi đừng nói nhảm, động thủ là được, ta và người liên thủ bắt Minh Thương, những người khác không đáng lo. Thời điểm Dạ Sĩ Hồn Tôn dứt lời, một giọng nói vũ mị vang lên, trên không trung có một nữ tử chừng 30 xuất hiện. Lập tức khí tức mang theo hàn ý và khát máu bùng nổ. Ý! Thánh Hồng Cảnh, ngươi là Thiên Tỷ Tu La Nữ. Nhìn thấy nữ tử này, Minh Thương sững sờ sau đó kinh hãi. Minh Thương, đã lâu không gặp, giao hộp gấm và nhẫn chữ vật của ngươi ra, xem mặt mũi chúng ta là chủng tộc Minh Linh, ta sẽ cho người rời đi. Hôn! Thiên Tỷ Tu La Nữ nhìn Minh Thương, ánh mắt như xuyên thấu linh. Hừ! Cho rằng hai thánh hồng cảnh là có thể làm gì ta sao, muốn hộp gấm, các ngươi chưa đủ tư cách. Minh Thương âm trầm nói. Được rồi, nếu ngươi không muốn, vậy đi chết đi. Thiên Tỷ Tu La Nữ cũng không nói nhảm, phân phó hơn 30 cường giả Chí Tôn Điện sau lưng. Giết không tha. Sát. 30 cường giả Chí Tôn Điện nghe vậy, lập tức dùng Thiên Tôn cầm đầu lao thẳng vào đội hình Thiên La Minh, khí tức mênh mông bùng no. Vô liêm sỉ. Liên thủ đánh chết. Ma Võ Hồng Tôn và U Linh Hồng Tôn và cường giả Thiên La Minh sắc mặt âm trầm khó coi, hét lớn một tiếng, lập tức lao vào đối thủ. Giờ phút này, trên bình nguyên xa xa, Lục Lâm Thiên và người thế giới thần thú đứng cạnh nhau, thu liếm khí tức, sau đó nhìn lão ảnh, hắn cười. Nói, bát sư huynh, có động tĩnh, chúng ta nên xuất phát được rồi. Xem ra vận khí không tệ, vậy lên đường đi. Lão ảnh nói với mọi người. Tất cả cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng theo ta đi thôi, đồ vật bị người ta chia cắt, chúng ta đoạt lại. Lão bát, phải đi giật đồ sao, ha ha, ta thích. Bà Thiên La nghe vậy, sắc mặt biệt khuất vui vẻ lên. Su su. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng lão ảnh, Lục Lâm Thiên, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn. Hải Nhược Hồng Tôn cầm đầu mấy chục cường giả biến mất tại chỗ. Thiên Tỷ Tu La Nữ, Dạ Sĩ, Thiên La Minh ta sẽ không bỏ qua Chí Tôn Điện các ngươi. Minh Thương nổi giận gào thét. Thiên La Minh, đối phó Thương Khung Minh còn được, Chí Tôn Điện ta không sợ. Thiên Tỷ Tu La Nữ cười lạnh, lúc này nàng mang theo khí thế hung bạo lao thẳng về phía Minh Thương. Vô liêm sỉ. Minh Thương biến sắc, hắn lập tức va chạm với Thiên Tỷ Tu La Nữ. Năng lượng khủng khiếp bùng phát, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Minh Thương, hiện tại hảo hảo chơi đùa với ngươi, bảo vật không phải ngươi có thể nhúng chàm, không biết tự lượng sức mình. Vào lúc này,
thân ảnh dạ sĩ hồn tôn xuất hiện sau lưng Minh Thương, đánh ra một quyền cực mạnh vào lưng Minh Thương. Dạ sĩ, ta không bỏ qua cho ngươi. Minh Thương nổi giận, hỏa diễm màu xanh bùng phát, bầu trời vặn vẹo, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không, hỏa diễm cuồn cuộn, lúc này hắn dùng hỏa diễm ngăn cản một quyền của dạ sĩ hồn tôn. Xì xì. Hỏa diễm quét qua đốt cháy hư không, linh hồn của người ta rung động, dạ sĩ hồn tôn đánh ra một quyền bị hỏa diễm thiêu đốt sinh ra khói trắng cuồn cuộn. Khắc khắc, thực cho rằng thiên minh hỏa có thể khắc chế ta sao, bản Hồng Vương tiêu hao vô số năm tháng tu luyện thành si mị võng lượng bốn thiên hồn, lại được cao nhân tương trợ, cũng không sợ thiên minh hỏa của người. Dạ sĩ hồn tôn cười lạnh, trên người của hắn bộc phát năng lượng quái dị đầy hàn ý. Ô ô! Bốn năng lượng thể cao trăm trượng, như vô số đầu quỷ ngưng tụ, âm hàn khủng bố, tiếng thét quỷ khóc thần gào vang vọng trời cao, làm người ta sởn gai ốc. Bốn năng lượng thể này lập tức bay đi ngăn cản thiên minh hỏa của Minh Thương. Bành bành! Minh Thương tránh thoát hai công kích, nhưng có hai đạo năng lượng thủy quỷ dị đánh vào người của hắn. Xuất! Thân ảnh Minh Thương bị đẩy lùi, năng lượng âm hàn màu đen bùng phát, cuối cùng khuếch tán ra khắp không gian. Lập tức bao phủ Minh Thương vào trong, năng lượng đen nhánh này làm cho linh hồn người ta đau đớn, không đâu không có, khó mà chống cự. Không tốt, là tu la diệt linh tràng. Sắc mặt Minh Thương đại biến, hắn biết rõ sự khủng bố của thiên thủ tu la nhất tộc tu la diệt linh tràng, đây là điểm khó đối phó nhất của tu la nhất tộc khi tu luyện thành công, thiên tỷ tu la nữ chính là một trong những người thành công. Lúc trước trong thương khung bí cảnh, phần đông cường giả thương khung minh bị tu la diệt linh tràng ăn mòn. Trong đó tu la sát khí và tu la tàn hồn áp chế linh hồn người khác, trong đó tu la sát khí sẽ ăn mòn tất cả, đồn đãi lúc trước thiên tỷ tu la nữ còn là hóa hồng cảnh bình thường, nàng dựa vào tu la diệt linh chẳng ăn mòn 10 tên đồng cấp thành xương trắng, thôn phệ linh hồn của bọn họ, đây là thủ đoạn rất khủng bố. Không tốt. Trong lòng Minh Thương thầm kêu không tốt, phóng thích nguyên lực không ngừng, thúc giục thiên minh hỏa tới mức tận cùng vẫn không hiệu quả. Minh Thương, người đánh không lại ta. Tuy cùng là thánh hồng cảnh, nhưng thánh hồng cảnh vẫn có cái hào rộng rất lớn, giao bảo vật và chữ vật giới chỉ ra, nếu không ngươi chuẩn bị hóa thành xương trắng trong tu la diệt linh tràng đi. Trong tu la diệt linh tràng, thiên tí tu la nữ như ẩn như hiện, khí tràng bao phủ Minh Thương vào trong. Phần Phật, thiên tí tu la nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm cá. Chết rách lưới, ta kéo thêm đệm lưng. Minh Thương gào thét thảm thiết. Thiên tí tu la nữ khủng khiếp hơn hắn nghĩ nhiều, tăng thêm một dạ si hồn tôn, hắn biết rõ hôm nay muốn rời đi phải trả cái giá thảm trọng. Cá chết lưới rách thì như thế nào, kéo một đệm lưng, vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không. Thiên tí tu la nữ cười lạnh, nhưng trong mắt lại ngưng trọng, nếu Minh Thiên thật sự làm thế, nàng có khả năng trả giá thảm trọng. Thiên tí tu la nữ, bảo vật ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta không giao chữ vật giới chỉ cho ngươi. Bằng không cá chết rách lưới mà thôi. Minh Thương gầm lên, hắn đã không chịu nổi tu la sát khí và tu la tàn hồn ăn mòn thân thể, bảo hắn giao ra chữ vật giới chỉ và cá chết lưới rách, hắn phải có lựa chọn, đối mặt hai thánh hồng cảnh, đặc biệt còn lâm vào tu la diệt linh tràng của thiên tỷ tu la nữ càng khó thoát thân. Khanh khách, tốt, giao bảo vật ra đây, ta cho người đi. Thiên tỷ tu la nữ nói với Minh Thương. Hù hơ, Minh Thương hừ lạnh. Lập tức ném hộp gấm ra, hắn còn không thấy bảo vật trong hộp gấm, cho nên không biết sẽ không đau lòng. Năng lượng màu đen bao phủ hộp gấm, thiên tỷ tu la nữ thu vào trong tay. Thu hồi tu la diệt linh tràng, thiên tí tu la nữ vuốt ve hộp gấm, thi triển tu la diệt linh tràng cũng tiêu hao cực lớn, nàng cũng không muốn cá chết rách lưới với Minh Thương, cho nên nói. Được, ngươi đi đi. Rầm rầm rầm. Năng lượng trầm đụ, xê vang lên. Đám người thiên tôn oanh kích ma võ hồng tôn và u linh hồng tôn trọng thương khó chống lại, ma võ hồng tôn bị thiên tôn đánh trọng thương, khóe miệng chảy máu tươi. Rất nhiều cường giả thiên la minh khó chống lại chí tôn điện cường giả, lại không phối hợp ăn ý, bởi vậy hiệu quả liên thủ không lớn, cũng đã vẫn lạc không ít người. Minh Thương chật vật đứng đó, nhìn không chung, nói với thiên tỷ tu la nữ. Các ngươi dừng tay. Có thể. Thiên tỷ tu la nữ cười cười. Lập tức phất tay, thiên tôn và cường giả chí tôn điện quay trở về. Lúc này người thiên la minh quay về bên cạnh Minh Thương, ánh mắt ngưng trọng khó coi, ma võ hồng tôn, u linh hồng tôn vô cùng biệt khuất, nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy thiên tỷ tu la nữ và dạ si hồn tôn,
Minh Thương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm hàn đáng sợ, lạnh lùng nói. Thiên tí tu la nữ, Dạ Si, sổ sách hôm nay, Minh Thương ta sau này sẽ trả gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, nhưng đời này ngươi không có hy vọng. Dạ Si hồn tôn cười lạnh, cũng không đặt Minh Thương vào trong mắt, cũng là thánh hồng cảnh, muốn chính thức làm gì đối phương quá khó khăn. Chúng ta đi. Minh Thương lạnh lùng chừng Dạ Si hồn tôn và thiên tỷ tu la nữ, sau đó dẫn theo cường giả Thiên La Minh rời đi. Nhìn Thiên La Minh oán hận rời đi, đội hình mấy ngàn người không địch lại 30 người của Chí Tôn Điện. Không biết là bảo vật gì. Dạ Si hồn tôn nhìn đám người Minh Thương rời đi, ánh mắt âm thầm bắn ra hào quang tham lam, sau đó nhìn hộp gâm trong tay thiên tỷ tu la. Nữ, trực giác nói cho hắn biết, đồ trong hộp gấm không tầm thường. Thiên tí tu la nữ lườm Dạ Si hồn tôn, trực tiếp thu hộp gấm, ánh mắt đầy hàn ý nói. Nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Có người đến. Nghe vậy, Dạ Si hồn tôn, thiên tôn biến sắc, bọn họ không cảm giác được gì. Đen ăn đen, ai cũng thế cả. Người đến là cường giả Thương Khung Minh, mấy người đi đầu là Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, Lục Ngô, Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên Chủ, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọng Ánh Cô Tử Hoàng các siêu cấp cường giả. Bà Thiên La, Lục Ngô, Cửu Ảnh Thánh Thiên Hồ. Khi đám người Lão Ảnh, Lục Ngô đến đây, Dạ Si hồn tôn, thiên tôn biến sắc. Dạ Si hồn tôn, thiên tỷ tu la nữ, hai thánh hồng cảnh. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, ánh mắt nhìn qua Mỹ phu nhân bên cạnh Dạ Si hồn tôn, người này hắn nhìn thấy rồi, là Chí Tôn Điện chín đại hồng vương thiên tí tu la nữ, địa vị còn trên cả Dạ Si hồn tôn. Khi Lục Lâm Thiên dùng linh hồn tìm tòi biết được, Chí Tôn Điện chín đại hồng vương dùng diễm sa diệt thế Mạc Trường Lăng cầm đầu, mà Dạ Si hồn tôn bài danh chót nhất, thiên tí tu la nữ bài danh thứ tư. Xem ra Dạ Si hồn tôn dám lựa chọn ra tay với Minh Thương là vì có thiên tí tu la nữ đến, nữ nhân này chính là cường giả trong thiên thủ tu la nhất tộc, đồn đãi trong Thương Khung bí cảnh lần trước, dùng thiên thủ tu la nhất tộc tu la diệt linh chàng đánh chết không ít người đồng cấp, thực lực rất mạnh. Lúc Lục Lâm Thiên dò xét thiên tỷ tu la nữ, Lão Ảnh truyền âm vào tại Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chấn động, thiên tí tu la nữ trở thành Chí Tôn Điện chín đại hồng vương bài danh thứ tư cũng đủ thấy thực lực mạnh. Nhưng mà nghe Lão Ảnh nói thì hắn kỳ quá, Lão Ảnh vẫn ở trong thế giới linh vũ, vì sao lại biết rõ thiên tỷ tu la nữ như vậy? Lục Ngô, bà Thiên La, các người muốn làm cái gì, dường như tới chậm một bước rồi. Dạ Si hồn tôn khiếp sợ, lập tức nhìn bà Thiên La, Lục Ngô, lúc này có thiên tí tu la nữ ở đây, hắn cũng không sợ Thương Khung Minh. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mẹ kiếp, giật đồ trước mặt bản tổ tông, ta phải đoạt trở về. Nếu không, nếm thử ma tôn lệ huyết phủ của bản tổ đi. Bà Thiên La lên tiếng hét lớn, thân ảnh khôi ngôi đứng đó, cầm ma tôn lệ huyết phủ ma khí cuồn cuộn. Nhìn qua bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ, Dạ Si hồn tôn bắn ra hào quang tham lam, sau đó ánh mắt đảo qua đám người Thương Khung Minh, cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, sợ rằng còn chưa đủ. Lão Ảnh không thèm nói nhiều, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên tí tu la nữ và Dạ Si hồn tôn. Lãnh ngạo nói. Giao hai hộp gấm ra, nếu không cứ động thủ giải quyết. Thiên tí tu la nữ nhìn qua Lão Ảnh, ánh mắt thâm thúy đầy hàn ý biến mất, lại biến thành cao ngạo quạnh quẽ, nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người đã đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng muốn lấy bảo vật, chỉ sợ không được. Hô! Lão Ảnh nhìn qua thiên tí tu la nữ, hít sâu một hơi, nhìn bà Thiên La cùng Lục Ngô nói. Lão tử! Lục Ngô, Dạ Si giao cho ngươi, thiên tí tu la nữ sẽ do ta giải quyết, tốc chiến tốc thắng, giết không tha. Tốc chiến tốc thắng, vậy động thủ đi. Bà Thiên La hoàn toàn không khách khí, thời điểm Lão Ảnh dứt lời, thân ảnh lao tới như thiểm điện, ma khí ngập trời, hắn vung búa chém thẳng vào Dạ Si hồn tôn. Động thủ. Lục Ngô quát lớn, hắn cũng đi theo Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La lao về phía Dạ Si hồn tôn, đánh ra một chảo xé rách không gian. Đồng thời bị Lục Ngô cùng bà Thiên La hai người vây công, Dạ Si hồn tôn biến sắc, linh hồn lực kỳ dị bùng phát, hắn chỉ có thể phòng ngự. Lão Ảnh đạp không đứng đó, nhìn thiên tỷ tu la nữ, ánh mắt thâm thủy đầy lãnh ngạo, nói. Đã không giao đồ vật ra, cứ động thủ thôi. Tốt, ta cũng muốn biết người biến mất lâu như vậy, thực lực đã tới trình độ nào. Thiên tỷ tu la nữ cũng đầy cao ngạo,
lập tức bộc phát không gian màu đỏ bao phủ lãnh ảnh. Tu La Diệt Linh chàng sao? Lão ảnh khẽ ngẩng đầu, áo bào trắng phất phơ, hào quang thánh khiết bùng phát. Sát! Khi bà Thiên La, lão ảnh ra tay, nhược trọng ảnh cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn dẫn người tấn công cường giả Chí Tôn Điện. Rầm rầm rầm, năng lượng trầm đụ, xê vang lên, các cường giả va chạm với nhau, trùng kích thị giác rất mạnh. Tử kim lôi đình xuất hiện, tử kim hồ quang điện bắn vỡ không gian, trong nháy mắt đánh nát thất nguyên tiểu viên mãn của thành mảnh vỡ, ngay cả hồn anh cũng không thể trốn. Vào lúc thất nguyên tiểu viên mãn của Chí Tôn Điện thần hồn câu diệt, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện trước mặt lão giả bát nguyên trung viên mãn của Chí Tôn Điện, thân ảnh tương liên thiên địa, thiên uy vô tận bùng phát, khí thế bá đạo sinh ra. Đi chết đi! Lục Lâm Thiên dứt lời, phất tay đánh ra một quyền xuyên thủng trời xanh, một quyền đánh ra vô số không gian đen kịt, linh hồn người ta phải phủ phục, khí thế giống như diệt thế bao phủ không gian. Một quyền này đánh vào người lão giả bát nguyên trung viên mãn của Chí Tôn Điện thành mảnh vỡ, không gian nứt vỡ, năng lượng khủng bố. Càn quét các nơi. Lục Lâm Thiên, người muốn chết. Lúc này có tiếng quát đầy sát khí vang lên, bỗng dưng không gian sau lưng Lục Lâm Thiên có uy áp linh hồn bùng phát, người tới có thực lực không kém thánh hồng cảnh bao nhiêu. Tới. Oanh. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, lập tức nghênh tiếp một kích của người. Nhìn thấy linh hồn lực rung động nhân tâm bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, người trong khe nứt không gian chấn động. Chấn động nghiền nát không gian, đối mặt với lực lượng hủy diệt này, mọi người không biết Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản hay không. Không gian nghiền nát, tiếng nổ vang vọng không gian, hào quang xanh trắng tỏa ra, hai người bay ra ngoài, một người bay ra ngoài, khí lãng phong bạo bùng phát, thân ảnh Lục Lâm Thiên hoàn hảo xuất hiện trên không trung. Đối mặt với Lục Lâm Thiên chính là một lão giả. Hắn tận mắt nhìn Lục Lâm Thiên không thể thắng ma võ, tuy còn chưa tới thánh hồng cảnh, nhưng hắn cũng không đặt ma võ vào trong mắt, từ đạo lý mà nói, Lục Lâm Thiên không mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên, xem ra người cố ý thua ma võ. Nhìn Lục Lâm Thiên, lão giả không phải kẻ bình thường, sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ thực lực Lục Lâm Thiên biểu hiện ra, hắn biết Lục Lâm Thiên cố ý thua ma võ. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả kia. Đó là lão giả thiên tôn của Chí Tôn Điện thua Lục Ngô, sát ý bắn ra, nói. Chúc mừng ngươi đoán đúng, cho người ban thưởng chính là lưu mạng của ngươi lại, người Chí Tôn Điện, ta thấy một sẽ giết một. Tiểu tử cẩn thận một ít, tuy tên kia thua trong tay ta, nhưng ta cảm thấy hắn chưa dùng toàn lực, có lẽ bản thể của hắn là linh vật trời sinh. Không thể khinh thường. Lục Lâm Thiên nói xong, Lục Ngô Giang cùng bà Thiên La vây công dạ si hồn tôn truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, Chí Tôn Điện rất hứng thú với ngươi, thật không ngờ, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thiên Tôn lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý bắn ra dữ dội. Lục Lâm Thiên cười khinh thường, nói với Thiên Tôn. Quên nói cho ngươi biết, Chí Tôn Điện 18 Hồng Tôn đã chết không ít, Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn đã đi xuống địa ngục, sợ rằng bọn họ chờ ngươi đoàn tụ đấy. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Nghe vậy, Thiên Tôn biến sắc. Lập tức ra sát chiêu với Lục Lâm Thiên. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thanh trụ hư không rực chấn động, trong bàn tay có một đạo tử kim lôi đình bắt đầu lướt đi, lập tức hóa thành tử kim lỗi long, trực tiếp tiến vào vòng xoáy âm hàn, tử kim điện quang đánh vỡ không gian. Đạp đạp. Đối mặt với vòng xoáy điện quang này, lão giả âm hàn lui ra sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thực lực mạnh như thế. Tu vị và thực lực hoàn toàn không tỷ lệ với vẻ ngoài, thực lực cao hơn hẳn biết quá nhiều. Quả nhiên không kém, không hổ là đệ nhất thiên tài của nhân tộc, những năm qua, cường giả nhân tộc có thể đánh đồng với chủng tộc khác, cũng chỉ có người mà thôi. Sau khiếp sợ qua đi, ánh mắt Thiên Tôn âm hàn nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Nhưng mà hôm nay người chết chắc, chết trong tay của ta cũng có ý nghĩa đấy. Vừa dứt lời, khí tức âm hàn quanh người Thiên Tôn mạnh tới tận cùng. Lập tức bao phủ toàn bộ không gian vào trong. Xuất. Khí tức âm hàn chấn động dữ dội, thân ảnh Thiên Tôn càn quét áng mây, chiếm giữ không trung, một cây mây u ám như độc xà dưới địa ngục trồi lên, toàn thân u ám, rậm rạp chằng chịt không cách nào tính toán, nó vươn thẳng lên vạn mét hư không, hội tụ uy thế kinh người, sát khí đáng. Sợ. Linh vật trời sinh, thiên nhất âm linh đằng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn biết lai lịch vật này.
thiên nhất âm linh đằng, đây là vật cực kỳ tà ác chuyên khắc chế linh hồn, cấp độ cực cao, cực khó đối phó. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong thiên nhất âm linh đằng, xem ra miễn cưỡng không tệ, nếu có thể tốn chút công phu, nói không chừng có thể luyện ra bán thánh khí đấy. Cây đạo màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức đối với đạo thúc cây đao màu vàng nói ra. Đạo thúc, thiên nhất âm linh đằng này khó đối phó, đánh chết hay bắt giữ đều khó khăn a. Cây đạo màu vàng nói. Khó cái gì, không phải ngươi còn đạo thúc sao, đạo thúc giúp người một tay là được, tử kim huyền lôi là tồn tại chỉ dương chỉ cương, chính là khắc tinh của thiên nhất âm linh đằng chí hàn chí âm, ngay cả thánh hồng cảnh đều không có đạt tới. Muốn bắt giữ có gì khó, đến lúc đó luyện cho mấy tiểu gia hỏa kia vài thanh linh khí không tệ. Lục Lâm Thiên, chết đi. Vào lúc Lục Lâm Thiên nói chuyện với cây đao màu vàng, thiên nhất âm linh đằng lập tức công kích như mưa về phía Lục Lâm Thiên. Thiên nhất âm linh đằng công kích như lôi đình, thanh thế này ngay cả thánh hồng cảnh cũng phải tránh né. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cao vô tê, áo bào xanh chấn động, bá đạo lăng lệ. Đối mặt với thiên nhất âm linh đằng hắn không lùi mà tiến tới, thân ảnh lập tức xông vào công kích như mưa của thiên nhất âm linh đằng. Không biết tự lượng sức mình, chính mình muốn chết. Thiên nhất âm linh đằng quát lớn, thiên nhất âm linh đằng lập tức bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên, tiến vào trong bản thể của hắn, cho dù là thánh hồng cảnh không chết cũng trọng thương, hắn lập tức bố trí lao lung hắc ám vây khốn Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên nhất âm linh đằng bố trí lao lung hắc ám sinh ra tiếng rạn nứt thật nhỏ. Mặt ngoài rạn nứt đầy khe hở, kim quang bộc phát đầy trời, khe hở càng ngày càng nhiều, sát khí ngập trời, áp lực giống như núi lửa bùng nổ. Ầm ầm, thiên nhất âm linh đang tạo thành lao lung hắc ám đã nổ tung như quả bom, trong nháy mắt khí tức âm hàn nương theo kim quang và sát khí bùng nổ dữ dội, không gian chấn động rất mạnh. Trên không trung đầy hỗn loạn, không gian nứt vỡ từng khúc, khí thế khủng bố này làm lão ảnh, bà Thiên La đều ngạc nhiên nhìn qua. Loại năng lượng khủng bố này ngay cả bọn họ cũng kiêng kỵ. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trên không trung, thiên nhất âm linh đằng gào to, hàn khí bộc phát, trong lời nói của hắn đầy sợ hãi, hắn muốn lập tức chạy trốn khỏi kim quang đang bộc phát. Trốn không thoát, tiếng quát lạnh lùng vang lên, không gian chấn động, không trung vỡ nát, lưu quang màu tím lại bao phủ không gian. Không tốt, là tử lôi huyền đỉnh. Thiên nhất âm linh đằng chấn động, lập tức bành trướng, tăng uy thế tới mức tận cùng, thân thể ngàn trượng muốn bỏ trốn. Nhưng lúc này tử lôi huyền đỉnh mang theo uy thế khủng khiếp chấn áp, không gian chấn động không dứt. Xuất! Thiên nhất âm linh đằng toàn lực bỏ chạy nhưng bị cự đỉnh bao phủ, căn bản không cách nào thoát thân, điện quang màu tím đánh vào thân thể của nó, năng lượng đáng sợ bùng phát. Ầm ầm, lôi minh vang vọng, vào lúc này tử lôi huyền đỉnh xoay tròn. Không gian vặn vẹo, miệng đỉnh như lỗ đen không đáy có thể hấp thu bản thể và linh hồn của đối thủ vào bên trong. Tử kim lôi đỉnh gieo vang, trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra lôi đỉnh không dứt, hào quang tử kim chói mắt giáng xuống, hơn 10 đạo lôi đỉnh đánh thẳng vào thân thể đám cường giả hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện chung quanh, Lục Lâm Thiên muốn chém giết sạch sẽ người Chí Tôn Điện ở đây. Khi lôi đỉnh giáng xuống, cũng không có mấy cường giả Chí Tôn Điện. Bị đánh nát thành cho tàn. Mà lôi đình hóa thành xiềng xích chói cường giả Chí Tôn Điện kéo vào trong tử đình. Không tốt, Hồng Vương cứu. Mấy cường giả Chí Tôn Điện biến sắc, linh hồn chấn động, lôi đình vần quanh, năng lượng bá đạo vô hình bùng phát, không gian hoàn toàn cứng lại, căn bản khó có thể thoát thân, đối diện lực lượng hủy diệt này, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự, tiếng kêu cứu còn chưa vang lên, thân thể đã bị hút vào trong tử lôi huyền đình. Chết đi. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó. Thúc giục tử lôi huyền đỉnh toàn lực hút thái nhất âm linh đăng vào trong bản thể, hắn không muốn tha bất cứ kẻ nào của Chí Tôn Điện mà mình gặp. Rầm rầm rầm, không gian nổ tung trầm thấp, phong hành thiên chủ, vạn độc Chí Tôn, tử hoàng ra tay vốn chiếm thượng phong. Tuy người Chí Tôn Điện nhiều một ít, nhưng từ tu vị thực lực thì người thương khung minh đều là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, phong hành thiên chủ, tử hoàng đều là tồn tại đỉnh phong, người Chí Tôn Điện căn bản khó chống lại. Lúc này Lục Lâm Thiên thúc dục tử lôi huyền đỉnh trực tiếp giải quyết không ít, người Chí Tôn Điện càng không thể chống lại, liên tiếp bại lui. Vân bằng hồng tôn, kim bằng hồng tôn lập tức biến thành bản thể cửu thiên côn bằng và cửu diễm kim xí đại bằng khổng lồ, thực lực tuyệt đối không kém phong hành thiên chủ.
Đặc biệt là nhược trọng ảnh cô thúc dục bản thể cửu vĩ thiên hồ, một tên chí tôn điện dạ xoa nhất tộc và một thủ tộc bát nguyên trung viên mãn bị chu sát cả hồn anh. Chiến cuộc đã định, chí tôn điện đã bị áp chế hoàn toàn, ma phủ. Đạo tổ bà Thiên La và Lục Ngô hai người vây công, dạ si hồn tôn đã sớm bại lui liên tục, căn bản khó có thể chống cự hai tên mãnh nhân công kích điên cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ầm ầm. Bỗng dưng thân thể dạ si hồn tôn bị bà Thiên La bổ một búa phải rút lui, lúc này trên không trung có lôi đình tử kim giáng xuống. Phanh! Lôi đình nổ vang, lôi đình tử kim đánh dạ si hồn tôn chật vật không chịu nổi, thân ảnh bay lui ra sau, miệng phun máu tươi, phải lui ra sau trăm trượng mới đứng vững, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn qua Lục Lâm Thiên. Dạ si hồn tôn kinh hãi chính là thực lực của Lục Lâm Thiên, không ngờ đã mạnh tới mức này, vừa mới thu thiên tôn vào trong tử lôi huyền đỉnh. Hắn lúc này đã bị thương không nhẹ. Lục Ngô và bà Thiên La hai người cũng khiếp sợ, ánh mắt Lục Ngô nhìn qua Lục Lâm Thiên một lát, sau đó mỉm cười, lập tức đánh ra một chảo rất khủng khiếp, không gian bị xé rách rất đáng sợ. Yêu vương diệt sinh chảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào móng vuốt trên tay Lục Ngô, khí tức uy áp diệt thế từ móng vuốt tỏa ra, có lẽ đây chính là yêu vương diệt sinh chảo nổi danh với tử lôi huyền đỉnh. Giờ phút này dạ si hồn tôn sợ hãi. Ba kiện thập đại bán thánh khí làm hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn nhìn qua phía Thiên Tý Tu La Nữ, lớn tiếng nói. Không thể chống lại, ta phải đi trước. Dứt lời, thân ảnh dạ si hồn tôn chạy trốn, ba kiện bán thánh khí vây công, cường giả chí tôn điện đi theo chết không còn, hắn không có biện pháp khác, lập tức bỏ trốn. Dạ sĩ, người bây giờ còn muốn trốn, muộn rồi. Ha ha, đang chờ lâu đấy, ba kiện bán thánh khí, dạ si. Người cũng chết có ý nghĩa. Bà Thiên La cất tiếng cười to, mà tôn lệ huyết phủ trong tay bộc phát ma khí kinh người, ma khí ngút trời hóa thành hào quang màu đen, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bắn lên trời cao. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, Lục Lâm Thiên thúc dục tử lôi huyền đỉnh, lỗi vân vẫn vũ, lôi điện tử kim bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt bùng phát. Ba kiện bản thánh khí, trong nháy mắt đã phong tỏa dạ sĩ hồn tôn vào trong. Ba kiện bán thánh khí lơ lửng không trung, ba đạo năng lượng vây khốn dạ si hồn tôn, bất luận là cái nào cũng làm dạ si hồn tôn kiêng kỵ. Lục Ngô, bà Thiên La, các ngươi đừng khinh người quá đáng, bảo vật ta trả cho các ngươi, sau đó nước giếng không phạm nước sông, bằng không mọi người cá chết rách lưới. Ba kiện bản thánh khí áp bách, ánh mắt dạ si hồn tôn ngạc nhiên, hắn không cách nào chống lại Lục Ngô cùng bà Thiên La, lúc này lại có thêm Lục Lâm Thiên, càng không thể chống lại. Huống chi còn có ba kiện bản thánh khí bá đạo. Cá chết lưới rách, người có tư cách này sao, giết ngươi, bảo vật cũng là của chúng ta, thu mạng chó của người làm lợi tức trước đã. Lục Lâm Thiên quát lớn, người chí tôn điện đã tìm kiếm được đại lục linh vũ, một cường giả thánh hồng cảnh của chí tôn điện làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác bất an, giờ phút này có cơ hội, dùng tính cách của Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Sao? Lục Lâm Thiên... Các ngươi thật cho rằng ta dễ dàng chết như vậy. Dạ si hồn tôn cười lạnh, thân thể của hắn bành trướng, lập tức hóa thành bản thể mấy trăm trượng, vào lúc này bốn đạo năng lượng quỷ dị truyền ra, năng lượng bao phủ thân thể khổng lồ. Bốn đạo năng lượng và thân thể cao trăm trượng, so với khi đối phó Minh Thương còn mạnh hơn nhiều, bốn đạo năng lượng này do vô số quy hồn ngưng tụ mà thành, âm hàn khủng bố, âm thanh quỷ khóc thần gào thét vang vọng trời cao, làm cho người ta sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Vật âm tà, không thành đại đạo, sớm muộn gì cũng gặp trời phạt, phá. Bà Thiên La quát lớn, mà tôn lệ huyết phủ đánh xuống một kích, xé rách bầu trời. Giống. Yêu vương thú giống, yêu vương diệt sinh chảo đánh ra một kích hủy diệt sinh cơ. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng, tử lôi huyền đỉnh bắn ra vô số lôi đình. Bành bành. Ba kiện bản thánh khí đánh thẳng vào bốn đạo năng lượng quỷ dị kia, bốn đạo năng lượng quỷ dị này tan vỡ. Ô ô, tiếng quỷ khóc thần gào vang vọng trời cao, năng lượng âm hàn bao phủ bầu trời, chỉ qua một lát đã tan biến toàn bộ. Khặc khặc, bà Thiên La, Lục Ngô, ta hao hết cả đời tu luyện, sĩ mỹ võng lượng, tuyệt đối không phải dễ dàng bị phá hủy, cho dù là bản thánh khí cũng khó có thể phá hủy. Dạ si hồn tôn khóe cười lạnh. Sĩ mỹ võng lượng, thật sự là đồ tốt. Lục Lâm Thiên quát lớn, trong mi tâm có một tử kim lưu quang lướt đi. Hóa thành vô số tàn ảnh ngưng tụ khí huyết sát và sát khí, trong nhảy mắt ngắn ngủn đã biến thành thân thể cao mấy trăm trượng, khí huyết sát chấn động linh hồn.
Trong nháy mắt tiếp theo, khí huyết sắt ngưng tụ thành thân thể khổng lồ, lập tức há miệng hấp thu khí âm hàn từ Si Mị Võng Lượng Dạ Si Hồn Tôn. Ô ô, chín của, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, khí tức âm hàn bị thân ảnh huyết sát khí hấp thu nhanh chóng. Lục Lâm Thiên, dừng tay, mau dừng tay, ngươi làm gì đó? Dạ Si Hồn Tôn kinh hãi, sắc mặt biến hóa dữ dội, cũng đồng thời bắn ra hào quang ngập trời, hắn ngưng tụ ra một con quái vật khổng lồ đánh thẳng vào thân ảnh huyết sát đang hấp thu Si Mị Võng Lược, đây chính là mệnh căn của hắn, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Giống, tiếng hổ gầm như sấm, thân ảnh Lục Ngô xuất hiện, thân thể khôi ngô biến thành bản thể, mặt người, thân hổ, hổ trảo, chín đuôi, uy nghiêm hung hãn, khí thế kinh thiên. Dạ sĩ, không tới phiên người hung hăng càn quấy. Thời điểm này Lục Ngô đánh một hồ chảo về phía quái vật khổng lồ do Dạ Si Hồn Tôn ngưng tụ ra, lập tức đánh ra một đám hàn khí dày đặc. Dạ Si, lúc trước lão tử nhìn người không vừa mắt, người cũng có ngày hôm nay. Tiếng quát vang vọng trời cao, tiếng nói vang lên, ma khí toàn thân bà Thiên La bùng phát, khí huyết sát ngập trời, lập tức hóa thành Tu La chân thân. Bà Thiên La biến thân thành Tu La chi tổ, Tu La chi khí cuồn cuộn, khí tức thô bạo bao phủ Dạ Si. Thú ảnh khổng lồ của Dạ Si Hồn Tôn bị đánh bay, miệng hắn phun máu tươi. Dạ Si, hôm nay người chết chắc. Lục Ngô và bà Thiên La hai người không khách khí chút nào, hai thân ảnh khổng lồ vây công Dạ Si Hồn Tôn. Muốn ta chết, ta cũng liều với các ngươi, khặc khặc, ai cũng đừng mong chạy trốn, bổn vương có chết cũng làm các ngươi không sống khá giả. Bọn họ rút lui, mắt thấy Lục Ngô cùng bà Thiên La lại đánh tới, ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn hung ác, ánh mắt của hắn cười lạnh, phóng thích khí tức ngập trời. Vương bát đản muốn cá chết lưới rách chơi tự bảo. Cảm giác được khí tức chấn động, bà Thiên La và Lục Ngô kiêng kỵ, hai người lập tức dừng lại, lập tức chợt lui ra, thánh hồng cảnh tự bảo không phải bọn họ dám đợi yêu.ng vào. Phút, thú ảnh khổng lồ phun máu tươi, bà Thiên La và Lục Ngô nhanh lùi lại, hắn không có tự bảo, ngược lại cười lạnh, lập tức phá không trốn đi, không dám dừng lại chút nào. Giống. Thời điểm thân ảnh Dạ Si Hồn Tôn muốn phá không bỏ chạy, một đám điện quang khổng lồ bao phủ không gian xuất hiện. Muốn tự bảo, người có thể không nỡ, vừa rồi tự bảo là xong, nhưng bây giờ tự bảo cũng không kịp. Lục Lâm Thiên biến thành thân hổ, hắn quát lớn một tiếng, một chảo như bốn lôi đánh vào mi tâm dị thú quỷ dị của Dạ Si Hồn Tôn, lòng bàn tay bắn ra hấp lực bá đạo tuyệt luân. Hổ chảo của Lục Lâm Thiên đánh thẳng vào mi tâm của dị thú do Dạ Si Hồn Tôn biến thành. Hấp lực bùng phát dữ dội. Ầm ầm. Dạ Si Hồn Tôn kêu gào thảm thiết, hắn không ngừng giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi hấp lực. Trong Tu La Diệt Linh Tràng bên kia, tiếng quỷ khóc thần gào thê lương vang lên không dứt bên tai, giống như búa tạ nện vào đầu, thân hình lão ảnh bị vây khốn, khí tức từ từ bị áp chế. Xích ảnh, người cuối cùng vẫn không hơn ta, nhanh bảo Lục Lâm Thiên thả Dạ Si, ta sẽ thả người. Trong Tu La Diệt Linh Tràng, Thiên tỷ Tu La nữ nói một câu, nàng đã nhìn thấy kết cục của Dạ Si Hồn Tôn. Tu La Diệt Linh Tràng rất mạnh, khó trách lúc trước nhiều cường giả vẫn lạc trong tay của người. Lời nói mang theo khí thế ngạo nghễ, tiếng nói mang theo khí tức mang hoang cổ xưa, lão ảnh lập tức đánh ra một trường cực kỳ khủng khiếp, nó mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Trong trường ấn này mơ hồ nhìn thấy hư ảnh cửu vĩ thiên hồ bên trong, trường ấn mang theo uy áp trấn nhiếp linh hồn. Thiên địa huyền hoàng. Hồ tổ hàng lâm, phá. Trong tiếng nói đạm mạc này mang theo uy nghiêm, tiếng nói vang vọng khắp không trung, lão ảnh đánh ra một trường vào Tu La Diệt Linh Tràng. Ngao ngao. Cửu vĩ thiên hồ trong trường ấn kêu gào, nương theo đó là kim quang bao phủ Tu La Diệt Linh Tràng, hư ảnh lao nhanh, chín đuôi đánh nát hư không, những nơi đi qua không gian bị tàn phá xuất hiện hư vô đen kịch. Phút. Lúc này Tu La Diệt Linh Tràng và hư ảnh cửu vĩ thiên hồ đồng thời tiêu tán. Âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh thiên tí Tu La nữ chật vật bay ngược ra sau, ven đường máu tươi chảy như suối, sau khi bay đi trăm trượng mới chật vật dừng lại. Không nghĩ tới lão bát đã đi tới bước này, chẳng lẽ là... Bà Thiên La rung động thì thào, vừa dứt lời, nhưng lại lập tức phân biệt cùng Lục Ngô hai người phong tỏa đường lui của thiên tí Tu La nữ, trong lúc vô hình đã vây khốn nàng vào bên trong. Một khi thiên tí Tu La nữ muốn trốn, hắn và Lục Ngô sẽ thị triển công kích mạnh nhất. Thiên tỷ Tu La nữ nhìn gương mặt lạnh lùng trước mặt, hai mắt mang theo vẻ khiếp sợ, lập tức nói.
không nghĩ tới người đã đi tới bước này. Lão ảnh nhìn thiên tỷ tu la nữ đẫm máu, trên mặt không có quá nhiều chấn động, nói. Giao ra bảo vật không thuộc về ngươi, ta cho người đi. Thiên tỷ tu la nữ chấn động, nhìn qua bà Thiên La cùng Lục Ngô đã phong tỏa không gian, ánh mắt lại nhìn Lục Lâm Thiên Thôn Vệ Dạ Si Hồn Tôn, cuối cùng nhìn lão ảnh, lập tức lấy hộp gấm ném về phía lão ảnh. Xuy. Lão ảnh thu hộp gấm vào bàn tay, chính là một trong ba hộp gấm của ba xà. Xích ảnh, nhớ kỹ không phải ngươi thả ta đi, ngươi rất rõ ràng, ta muốn đi, ba người các ngươi không lưu được. Xích ảnh, ngươi giết nhiều người chí tôn điện như vậy, chỉ tôn điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên tỷ tu la nữ nói với lão ảnh. Ngươi muốn đi, sợ rằng phải trả giá cực lớn. Lão ảnh thu hộp gấm, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó nói. Với thiên tỷ tu la nữ, về phần chí tôn điện không bỏ qua chúng ta, ngươi cảm thấy chí tôn điện có thực lực kia sao? Có chút chuyện đã bắt đầu, kết quả cuối cùng không phải như chí tôn điện muốn. Chỉ sợ ngươi biết, không biết mới tốt, tự giải quyết cho tốt, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên tỷ tu la nữ dứt lời, phất tay xé rách không gian, thân thể mềm mại nhảy vào bên trong. Lục Ngô cùng bà Thiên La hai người thấy lão ảnh không có ngăn cản. Sắc mặt chấn động, không nói gì thêm. Hộ! Lão ảnh hít một hơi, sau đó ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lại nói với bà Thiên La. Lão tử, hộ pháp cho lão cửu, tiểu tử này sợ rằng cắn nuốt thời gian dài đấy. Ha ha, sau khi lão cửu thôn phệ xong, chắc chắn thực lực tiến bộ không ít. Bà Thiên La cười cười, thu ma tôn lệ huyết phủ vào trong người, hiểu ý cười với lão ảnh, hắn tự nhiên biết rõ lúc này Lục Lâm Thiên đang làm cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Hắc Vũ, Kim Huyền cũng dẫn theo cường giả hóa hồng cảnh của Thương Khung Minh chạy tới sơn mạch bừa bộn này, ánh mắt rung động nhìn thân ảnh huyết sát trên cao. Hơn 10 canh giờ sau, thân ảnh huyết sát mới thôn phệ toàn bộ năng lượng âm hàn màu xanh, sau đó lại chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Lúc này Dạ Si Hồn Tôn đã sớm không kêu thảm thiết, thú ảnh giữ tợn thu liếm. Cuối cùng hóa thành thây khô xuất hiện trong hổ trảo của Lục Lâm Thiên. Lúc Dạ Si Hồn Tôn bị Lục Lâm Thiên hấp một tia nguyên lực cuối cùng, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đã thu liếm, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thanh Trụ Hư Không Dực cũng thu vào trong người. Áo bào xanh phần phật lơ lửng giữa không trung, Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại mở ra, tinh quang bắn ra ngoài, gương mặt đỏ bừng giống như uống rượu. Chẳng lẽ là nhìn thấy Lục Lâm Thiên như vậy, Lục Ngô, Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, dường như đang suy đoán Lục Lâm Thiên bị cái gì. Lục Lâm Thiên lập tức thức tỉnh, những biến hóa trong người hắn hiện tại không thoát khỏi đám năng lượng vừa bị thôn phệ. Ánh mắt đảo qua không trung, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống bên cạnh lão ảnh, bà Thiên La hai người, nói. Bát sư huynh, tử sư huynh, ta phải cần thời gian tiêu hóa mới được. Có ta và tứ sư huynh ở đây, không xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước, như vậy kế tiếp sẽ có lợi rất lớn. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó vứt hộp gấm của thiên tí tu la nữ vào tiang tay Lục Lâm Thiên, nói. Vật ấy ngươi cũng thu lấy đi, ta đã cùng lão tử, Lục Ngô xem qua, chính là bảo vật bất phàm, giao cho người đấy. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu, tiếp nhận hộp gấm của lão ảnh, hắn không nhìn nhiều, lúc này luyện hóa năng lượng trong người là trọng yếu nhất. Nếu không phải luyện hóa lời sẽ có phiền toái. Thu hồi hộp gấm, Lục Lâm Thiên gọi thiên trụ giới ra, sau đó ý bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực đều đi vào thiên trụ giới. Bát sư huynh, chúng ta bây giờ đi đúng hướng rồi, vẫn đi vào là không sai, ta vào thiên trụ giới một thời gian ngắn đã. Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới, cuối cùng thiên trụ giới cũng rơi vào người lão ảnh. Xuy. Lão ảnh phát tay thu lại, cầm thiên trụ giới trong lòng bàn tay. Một thánh hồng cảnh, hẳn là hiệu quả không kém, có chút chờ mong dai. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nói với lão ảnh. Thực lực sư phụ sắp tăng cường sao? Hồng Vũ thì thào, lúc trước nghe sư phụ âm thầm an bài hắn trấn thủ đội hình Thương Khung Minh, bởi vậy cũng không có tham dự vào quá trình giao thủ với thánh hồng cảnh. Hiện tại biết rõ Hồng Vũ là thánh hồng cảnh cũng không có mấy người. Thân là hồng hoang thần thú, Hồng Vũ tận lực thu liếm khí tức, cho dù là đồng cấp cũng khó có thể nhìn trộm. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6,
Lục Lâm Thiên giao mấy tên thất nguyên bát nguyên của Chí Tôn Điện cho đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Trực xong, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 8. Lúc này có Tứ Sư Huynh, Bát Sư Huynh, Lục Ngô, còn có Hồng Vũ ở đây, Lục Lâm Thiên ngược lại không lo lắng. Dạ Si Hồn Tôn bị tru sát, Thiên Tỷ Tu La Nữ bị áp chế, cho dù gặp gỡ đại trận của Chí Tôn Điện, Lục Lâm Thiên cũng không quá mức lo lắng. Ngược lại Lục Lâm Thiên hiện tại có quan tâm bản thân mình, nguyên lực của một thánh hồng cảnh vô cùng minh mông, năng lượng linh hồn khủng bố, nếu không mau chóng luyện hóa sẽ có hại rất lớn. Một thánh hồng cảnh có thể giúp ta tiến bộ không ít đấy. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, một thánh hồng cảnh có thể giúp Lục Lâm Thiên tăng lên rất nhiều, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn bắt đầu luyện hóa năng lượng, lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng thành nguyên lực tinh thuần. Cách không gian thiên trụ giới tầng thứ 8 không xa, vào lúc này đại hồn anh ngồi đó, toàn thân tỏa ra khí huyết sát và linh hồn lực, thân thể bành trướng và co rút liên tục, dường như thân thể sắp nổ tung. Cấp độ của đại hồn anh khó mà hấp thu si mị võng lưỡng do Dạ Si Hồn Tôn bồi dưỡng cả đời, bốn đạo năng lượng âm hàn này là át chủ bài của Dạ Si Hồn Tôn, có thể nói thực lực đã đạt tới thánh hồng cảnh, chuyện này làm cho đại hồn anh chịu nhiều đau khổ khi luyện hóa. Cũng may đại hồn anh không phải thứ bình thường, từ từ luyện hóa thôn phệ si mị võng lượng, từ từ luyện hóa tương dung với bản thể, khí tức sau đó sẽ tăng lên khủng khiếp, khí huyết sát chấn động linh hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.